chào mọi người này. Rồi em chào các chị nha, chào chị Dung Nguyễn này. Rồi em chào tất cả mọi người nè. Rồi chị gái nào đang xem live thì cho em một nút chấm để mỗi chị cho em hai lần lên trang cá nhân và hai lần trong nhóm hội cho em các chị yêu nha. Chào chị Ngọc Hà Kim này. Rồi chấm bài chia sẻ bài cho em mỗi chị hai lần lên trang cá nhân và hai lần trong nhóm hội này. Để đầu like em sẽ bán cho các chị cái em đang mặc với giá là 99k nha. Áp dụng cho chị nào chia sẻ bài, các chị chia sẻ lên giùm em ạ, hai lần lên trang cá nhân và hai lần trong nhóm hội này. Rồi chấm lên tương tác cho em nào mọi người ơi. Chào chị Thanh Bình nha. Rồi em chào cả mọi người nè. Rồi chấm chia sẻ bài cho em nè. Rồi em chào chị Nhuận Phong nè. Rồi em chào mọi người, chào chị Trí Tròn nè. Rồi chia sẻ bài cho em nào các chị ơi. Để đâu like em bán cho các chị cái em mặc với giá 99k mọi người nhá. Áp dụng cho chị nào chia sẻ bài, chấm bài tương tác lên cho em nào các chị ơi. Rồi em chào chị Bảo Quỳnh nè. Rồi em chào tất cả mọi người nè. Rồi chấm lên tương tác cho em nào các chị ơi. Chấm và chia sẻ bài cho em nhá. Dạ 46 ký thì vừa đẹp luôn chị ơi. Bây giờ các chị nào đang xem live thì cho em một nút chấm này, chấm và chia sẻ bài cho em mỗi chị hai lần lên trang cá nhân và hai lần trong nhóm hội này. Áp dụng cho chị nào chia sẻ bài em sẽ tặng, em sẽ bán cái em mặc với giá là 99.000 nhá. Hai con đầu like em sẽ bán với giá 99k. Áp dụng cho chị nào chia sẻ bài, chị nào đã chia sẻ bài nó sẽ hiện lên trên đấy của chị là người chia sẻ bài nhá. Rồi chấm lên cho em nào, em chào chị Tuyền Châu này. Rồi em chào tất cả các chị yêu nhá, cứ chấm bài cho em mà các chị yêu ơi. Chị nào thấy em thì cho em một nút chấm này, em sẽ bán con này với giá 99k cho chị nào là người chia sẻ bài và hiện lên mình là người chia sẻ nhá. Rồi chấm lên tương tác cho em nào các chị ơi. Rồi hello kích thì rồi chấm mai cho em nào mọi người ơi. Đại lực view cho em này, mỗi chi cho em hai lần lên trang cá nhân và hai lần trong nhóm hội nha. Để em bán con này với giá 99.000. Em cho chị Lê Thị Hải Tĩnh, cảm ơn chị là người chia sẻ bài này. Rồi cứ chấm mai cho em nha mọi người, chấm mai chia sẻ bài cho em nha, cứ chấm lên tương tác cho em nào các chị ơi. Hello kích thì này, mai khỏe không? Rồi màu đỏ hả, cái này riêng áo chứ em sẽ bán 99.000 cho chị nào là người chia sẻ bài và hiện lên mình là người chia sẻ nhá. Cứ chấm lên cho em và đại lực view cho em nào các chú ơi, chấm tương tác lên cho em nè. Rồi đại lực view để em la nào mọi người ơi. Rồi em chào mọi người, chào chị Bảo Quỳnh. Rồi bây giờ em like luôn các chị yêu nha, em like luôn ha. Rồi con này em sẽ bán cho các chị với giá là 99k. Rồi con này là size SM để mang đẹp cho em nha, từ 40 tới 50 kg lần này vừa cho em nha. 40 tới 50 kg mặc vừa, 40 tới 50 kg mặc vừa này chốt cho em mà 99k. 99k kèm số điện thoại cho em nhá. Rồi lên xem em ạ, 99k kèm số điện thoại cho em này. Rồi chị nào từ 40 tới 50 kg mặc vừa, chốt cho em ạ 99k và kèm số điện thoại cho em nhá. Chị ơi chốt cho em ạ 99k nhá. 99.000 chốt cho em ạ 99k và kèm số điện thoại cho em ạ. Chốt cho em ạ 99k và kèm số điện thoại cho em nhá. Áp dụng cho chị nào chia sẻ nhá các chị ơi, chia sẻ cố gắng chia sẻ lên giúp em hai lần trên trang cá nhân và hai lần trên hội nhóm nhá. Rồi mã 99k dành cho chị nào đây ạ? Nhanh tay nha mọi người ơi. 99k kèm số điện thoại lên cho em là có đơn nhá. Rồi lên một em màu xanh này, size SM mặc vừa luôn nha mọi người, size SM mặc vừa. Rồi 99k con này lên cho em mã số 10 giúp em nhá. Rồi mã số 10 99k kèm số điện thoại cho em dành cho các chị size SM nha chị ơi. Lên cho em mã số 10, 99k mã số 10 kèm số điện thoại cho em nha, siêu đẹp luôn. Chị nào size SM thì húp nhanh tay nha. Rồi lên cho em mã số 10, 99k kèm số điện thoại ạ. Rồi em còn hai mã nhanh tay nha. Mã số 10, 99k kèm số điện thoại cho em nhá. Hôm nói chung là em sẽ like khoảng cỡ 1 đến 2 hôm nữa thôi nên các chị cố gắng nhanh tay nha. Rồi mã số 10 và mã 99 em vẫn còn nguyên. Chị nào lấy thì chốt nhanh tay cho em, sẽ SM mặc vừa cho em nhá. Giá 99k là cái giá em like để tri ân cho các chị nhá. Cố gắng tương tác lên cho em nhá. Rồi mã số 10 trang Rumi chốt hàng lên số điện thoại mọi người ơi, siêu đẹp luôn. Trời ơi, hàng hôm nay là bao đẹp cho mọi người nhá. Những cái ngày gần Tết như thế này, ngày nào em cũng về hàng mới để like cho các chị nên các chị cố gắng nhanh tay nhá. Rồi mọi người ơi, chốt hàng kèm mã kèm số điện thoại cho em nha. Này không chia sẻ đâu. Mã kèm số điện thoại lên cho em nha các chị ơi. Chốt hàng mã kèm số điện thoại là có đơn nhá.
Rồi mã số 199K này, mã số 199K em chúc cho chị Lan Miên. Mã số 199K của chị Lan Miên nhá. Rồi em còn mã đỏ 99K, chị nào lấy comment tên là mã đỏ 99K và kèm số điện thoại lên cho em nhá. Đỏ 99K và kèm lên số điện thoại ạ. Thưa cái con này chưa chưa luôn ạ. Đỏ 99K, mã xanh em hết rồi chị ơi, mã xanh em hết rồi nha. Em còn mã đỏ 99K, chị nào lấy thì comment cho là đỏ. Đỏ 99K kèm số điện thoại cho em nha. Siêu đẹp luôn nha mọi người ơi. Rồi lên một con màu tím size L cho em ạ, 53kg quay đầu mặc vừa cho em ạ. Hôm nay em vẫn áp dụng cho các chị nha. Một con là 149K, các chị mua từ 3 con sẽ có giá sỉ là 139K nha. Rồi lên cho em ạ, mã tím cho em nha, siêu đẹp luôn, size L 53kg quay đầu, em 76 đổ lại mặc vừa cho em nha, siêu đẹp có đầy đủ size luôn. Rồi lên cho là mã tím cho em ạ, một con là 149K và mua từ 3 con sẽ có giá là 139K nhá. Ta phải lấy cái con kia. Rồi con này cho em mã gì quen này. Rồi lên giúp em mã tím mọi người, cho em mã tím kèm luôn số cho em các chị ơi, cho em mã tím này, mã tím và kèm luôn số các chị ơi, cho em mã tím này, mã tím. Đó sau cam từ từ nha, từ em like nha. Rồi cho em mã tím mọi người, mã đỏ em hết rồi nha, cho em mã tím và kèm luôn số cho em. Rồi lên cho chị một. Lên cho chị một con màu đỏ ra. Rồi lên cho chị một con màu đỏ siêu đẹp nha các chị ơi, con này là size XL cho em này. Rồi con này là size XL, em chị nào 80 mặc vừa nhá. Em chị nào 80 mặc vừa cho em mã số 01 này, mã 01 và kèm luôn số cho em nhá. Rồi con này chị nào mặc size XL, em chị nào 80 mặc vừa ha. Em 80 mặc vừa cho em mã số 01, mã 01 và kèm luôn số cho em. Giá là 149.000 nha một con ha. 149K một con là có giá sỉ từ 3 con nối lên là sẽ là 139K nhá. Em nói thật ba giá trên toàn Facebook cho các chị luôn. Rồi con này cho em mã số 01 này, mã 01 và kèm luôn số các chị ơi. Rồi mã đỏ này, mắt đỏ đấy, mắt đỏ em mờ hả? Đỏ cái đó đúng không? Rồi mắt đỏ. Rồi mã đỏ cho chị Tuyền Châu ạ, à. Mã đỏ chị Tuyền Châu nha, mã đỏ chị Tuyền Châu này. Rồi chấm lên tương tác cho em nào mọi người ơi. Rồi rồi mã số 01, mã 01 cho chị Kela Ha này, mã 01 cho chị Kelly Ha 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 gì đó. Rồi mọi người chấm bài tương tác lên cho em nha, còn rất là nhiều mẫu đẹp nha. Rồi lên một em họa tiết cô ba Sài Gòn, con này siêu đẹp luôn, chị nào size S hốt liền nha. 48 size XL L 80 đổ lại một vừa cho em ạ, size XL L 80 đổ lại một vừa. Lấy con này chút là mã cô ba kèm số điện thoại cho em nha. Mã cô ba size XL L 80 đổ lại một vừa. Lấy cặp bên nhanh tay cho em ạ, cô ba kèm số điện thoại cho em nha, siêu đẹp luôn. Dành cho chị size XL L 80 đổ lại một vừa. Lấy cặp bên nhanh tay cho em, cô ba kèm số điện thoại nha chị ơi, siêu đẹp luôn nha. Cô ba kèm số điện thoại ạ. Rồi mã cô ba kèm số điện thoại cho em nha. Cái đó là hàng 3D nha chị ơi, còn hàng này là hàng 4 tà này. Chị ơi em về được khoảng cỡ 10 mấy con này thôi, siêu đẹp luôn nha. Bán các chị với giá 199K. Con này em có đầy đủ size từ size S đến size XL cho em nha. Từ size S đến size XL. Chị nào lấy comment nhanh tay cho là mã 4 tà cho em nha. 199K mã 4 tà. Rồi chút nhanh tay cho là mã 4 tà kèm size SML XL cho em nha. Cô ba. Rồi SML XL lên cho mã 4 tà. Có 3 cho chị Kela ha. Rồi mã 4 tà kèm size cho em nha các chị ơi, siêu đẹp nhá. Dành cho các chị size S, size M, size L và size XL cho em ạ. Lên cho mã 4 tà, con này siêu đẹp luôn, 4 tà so le nha, 199K. Lên cho mã 4 tà kèm số điện thoại, mã 4 tà kèm size SML XL cho em nha. Rồi cô ba của chị Kelly ha dồn đơn này, chấm và tương tác nhiệt tình lên cho em nha. Rồi con này size XL L 80 đổ lại một vừa lên cho mã hoa tím nha, size XL L 80 đổ lại một vừa cho em ạ. Hạnh lên trước hàng lên số chị ơi. Ai lên comment nhanh tay cho em nha. Hả? Hoa tím có nha, có đầy đủ size, 4 tà có đầy đủ size từ size S này, M, L, XL cho em nha. Hoa tím này, con này size XL L 80 đổ lại mặc vừa cho em nhá. Rồi mã 4 tà size L của chị Thu Phan. Rồi con này cho em mã hoa tím và kèm số điện thoại cho em nha các chị ơi. Con này là size XL L chị nào 80 mặc vừa cho em nhá. Size XL L chị nào 80 mặc vừa cho em mã hoa tím và kèm số điện thoại cho em cho các chị ơi. Rồi cho em mã hoa tím này, hoa tím và kèm luôn số cho em. Chỉ có 149.000 một con nha mọi người ha. Cho em mã hoa tím và kèm số điện thoại cho em và có giá sỉ từ 3 con đổ lên các chị ơi này. Rồi hạnh lên này, 4 tà hạnh lên. À, 4 tà size 4 XL, lộn size 4 tà XL cho chị Hạnh Lê. Đỏ M 4 tà hỏ rồi ok chị Tuyền Châu này, Tuyền Châu là size M nha, Tuyền Châu size M này. Tuyền Châu là size M này, rồi chấm lên tương tác cho em là mọi người. Size L của chị Hạnh Lê. Rồi, rồi mình inbox địa chỉ nhé, rồi ok chị Kelly Ha này. Nhưng mà ngày mai vẫn cố gắng nghe máy cho em cho chị Kelly Ha nhá. Rồi mà 4 tà M cho chị Tuyền Châu rồi này. Rồi, chị mua màu đỏ đồng, chị mua màu đỏ đồng là sao chị? Rồi cái này size 2 XL.
Rồi một con size 2 L 85 đổ lại một vừa cho em. Con này siêu đẹp nhá. Size 2 L 85 đổ lại một vừa, lấy comment nhanh tay cho em ạ. Mã trắng kèm số điện thoại cho em nhá. Size 2 L 85 đổ lại một vừa, lấy comment nhanh tay cho em ạ. Siêu đẹp luôn, màu trắng rất là ít nhá. Mọi người tranh thủ nhá. Rồi lên chào mã trắng kèm số điện thoại cho em nhá. Rồi ai lấy comment cho em ạ. Rồi ok ạ. 4 tà size L cho chị Vũ Hiền. Lấy comment nhanh tay cho em mã trắng kèm số điện thoại. Size 2 L 85 đổ lại một vừa. Lấy chút nhanh tay cho em mã trắng nhá. Rồi hoa tím này, hoa tím chị Bảo Quỳnh nhá. Hoa tím chị Bảo Quỳnh đó. Cái này chốt cho em mã trắng mọi người. Lên xem em mã trắng và kèm số luôn cho em này. Chốt cho em mã trắng nhá. Rồi ngày mai em lên sứ xám chị Vũ ơi. Rồi cái này size L chưa, ngày mai 12 giờ em sẽ lên sườn xám nhá. Rồi size L 53kg quay đầu eo 76 đổ lại một vừa cho em nhá. Rồi ai lấy cái này comment nhanh tay cho mã chống đồng siêu đẹp luôn, trắng của chị Hồng Khuyên Nguyễn. Ai lấy chút nhanh tay cho mã chống đồng size L 53kg quay đầu eo 76 đổ lại một vừa cho em nhá. Siêu đẹp luôn, chốt cho mã chống đồng, kim chống đồng kèm số điện thoại cho em nhá. Chống đồng. Rồi còn rồi Kim Tuyến. Rồi chống đồng kèm số điện thoại cho em nhá. Mã chống đồng kèm số điện thoại size L 53kg quay đầu eo 76 đổ lại một vừa cho em nhá. Lên cho mã chống đồng. Chống đồng kèm số điện thoại cho em nhá. Con này đẹp quá, size gì đây? Trời ơi, con này size XL các chị ơi. Eo 80 đổ lại một vừa cho em. Lên cho mã đẹp cho em. Con này siêu đẹp luôn. Rồi size XL eo 80 đổ lại một vừa, lấy comment nhanh tay cho em ạ. Rồi mã đẹp kèm số điện thoại cho em nhá. Chị là size XL và không hút con này là quá là phí luôn nhá. Rồi lấy comment nhanh tay cho em ạ. Đẹp size XL eo 80 đổ lại một vừa. Lên cho mã đẹp. Mã đẹp kèm số điện thoại cho em nhá. Rồi mã đẹp kèm số điện thoại này. Rồi lên thêm cho chị một con size XL eo 80 đổ lại một vừa cho em nhá. Size XL eo 80 đổ lại một vừa. Rồi lấy con này comment nhanh tay cho là mã hoa đen. Hoa đen size XL. Rồi mã đẹp của chị Hồng Khuyên Nguyễn đẹp lắm, con nó siêu đẹp luôn. Rồi mã đen nha các chị ơi, size XL eo 80 đổ lại một vừa. Lấy comment nhanh tay cho là mã đen cho em ạ. Rồi mã trắng hết rồi chị ơi. Rồi mã đen kèm số điện thoại cho em nhá. Rồi lên một con màu cam siêu cưng nha. Con này dành các chị size L này, trời ơi đẹp lắm luôn. Size L 53kg quay đầu eo 76 đổ lại một vừa cho em nhá. Size L 53kg quay đầu eo 76 đổ lại một vừa. Lấy con này chút nhanh tay cho là mã cam. Mã cam kèm số điện thoại cho em nhá. Size L 53kg quay đầu eo 76 đổ lại một vừa. Hoa đen Ngọc Điệp. Rồi mã đen hoa đen của chị Ngọc Điệp nhá. Rồi ai lấy comment cho mã cam. Mã cam là size L nhá chị ơi. Mã cam là size L nhá. Mã cam em hết nhá. Rồi lên một con màu cầm 4 tà màu xanh nha các chị ơi, màu này là màu xanh ngọc nhá. Rồi con này em chỉ có 2 size S, 2 size M thôi nhá. Rồi lên cho mã xanh ngọc kèm size S hoặc M cho em ạ. Hàng này là hàng 4 tà siêu đẹp này với giá 199k. Lấy chút nhanh tay cho là mã xanh cho em nhá. Xanh 4 tà này 199k, em có 2 size S và M. Lấy comment cho là mã xanh 4 tà kèm size S và M cho em nhá. Xanh 4 tà kèm size S và size M. Rồi size S và size M rồi ok, em thấy số điện thoại của chị Ngọc Điệp rồi nhá. Rồi em còn mã cam, chị nào lấy chút cho mã cam đi. Mã cam kèm số điện thoại cho em nhá. Rồi con này size 2XL này, trời ơi đẹp luôn, lắm luôn. Hôm nay hàng mới về đẹp lắm nha các chị ơi. Con này size 2XL eo 85 đổ lại một vừa cho em nhá. Size 2XL eo 85 đổ lại một vừa, trời ơi. Rồi lên cho là mã công, size 2XL eo 85 đổ lại một vừa. Lấy chút nhanh tay cho là mã công. Mã công kèm số điện thoại cho em nhá. Mã cam của chị Bảo Quỳnh, mã cam của chị Bảo Quỳnh. Cam em vẫn còn, chị nào lấy thì comment cho em nhá. Rồi mã đẹp ạ, mã đẹp em hết rồi phải không? Đẹp em hết rồi. À lấy comment cho mã công. Con này size 2XL eo 85 đổ lại một vừa cho em. Con này siêu đẹp này chị Vũ Ngọc Mai ơi. Rồi mã công, rồi mã cam của chị Thu Phan. Ở trong này sao không thấy? Bị ẩn rồi. Bị ẩn rồi. Không thấy luôn. Rồi ok, mã cam của chị Bảo Quỳnh một con, của chị Thu Phan một con nha. Rồi em còn mã công nha. Chị xanh 4 tà hả chị Hương Thái ơi? Xanh 4 tà rồi ok chị Hương Thái này. Xanh 4 tà của chị Hương Thái nha. Rồi cái này size XL eo 80 đổ lại một vừa cho em nha. Rồi cái này em có size L, size này em có đầy đủ size này. Rồi cái này em có size, rồi từ size L đến size 3XL nha. Rồi lên cho mã hồng sen cho em ạ. Mã hồng sen em có 4 size, size L, size 1XL, 2XL và 3XL cho em nhá. Rồi lên cho mã xanh, mã size mã hồng sen. Mã xanh đó em chỉ có size S và size M thôi chị Hương Thái ơi. Mã xanh đó chỉ có size S và size M. Chị nào size là thì comment cho em nhá. Rồi hồng sen em có size L, 1XL, 2XL và 3XL cho em nhá. Có 3 size có chị lựa chọn này. Rồi mã công của chị Hương Thái, rồi đẹp lắm luôn. Lên cho mã hồng sen kèm size L, XL, 2XL và 3XL cho em nhá. Rồi hồng sen kèm size lên giúp em nhá các chị ơi. Hồng sen kèm size này. Rồi lên một con xanh coban. Rồi xanh coban xinh đẹp nhá. À lên một con cách tân này các chị ơi, cách tân cưng quá
lên ngàn nhá. Cái này size M 50kg đổ lại một người cho em ạ. Lên cho mã cách tân 119k. Rồi size 4 tà của chị Hương Thái đi. Size 4 tà của chị Hương Thái nhá. Size 4 tà sẽ của chị Hương Nhô kiểu chị Nhung Phạm nữa nè. Rồi là sẽ cho chị Hương Nhung Phạm. Rồi size M của chị Hương Thái nhá. Rồi cách tân sẽ 48kg của size M này. 50kg quay đầu mọi người. Cách tân 119k. Lên cho mã cách tân 119k. Mã cách tân kèm số điện thoại cho em nhá. Con này em có lẻ size nhá. Cách tân 119k và kèm số điện thoại cho em ạ. Có lẻ size thôi các chị ơi. Cái này không có 2x đúng không? Cái đỏ trên canh chúng ta đây. Đỏ trên canh hả? 1x thôi chị ơi. Đỏ trên canh chỉ có 1x thôi ạ. Hồng sen XL. Rồi hồng sen XL của ai? Của hồng sen XL của chị Phạm Hoài Thu. Hồng sen XL của chị Phạm Hoài Thu. Rồi cái này size XL L80 đổ lại mặc vừa cho em nha. Một con mã công nha. Size XL L80 đổ lại mặc vừa. Rồi con này comment cho mã số 1 kèm số điện thoại cho em nha. Size XL L80 đổ lại mặc vừa. Lấy comment nhanh tay cho em ạ. Mã số 1 kèm số điện thoại cho em nha. Size XL L80 đổ lại mặc vừa. Lấy một nhanh tay cho em ạ. 1 con 9 chị ơi. 4 tà là 199 nè chị ơi. Hàng 4 tà là 199k. Còn lại là đồng giá 149k. Các chị mua từ 3 con sẽ có giá sỉ là 139.000 nha. Áo dài trắng sau lưng đổ ok em sẽ lên nhá. Rồi size L 53kg quay đầu mặc vừa cho em nha. Size L các chị ơi siêu đẹp nhá. Chào chị bong bóng mộng mơ. Alo con này comment nhanh tay cho em ạ. Mã công của chị Liên Vũ này. Alo con này comment nhanh tay cho em ạ. Rồi mã vàng cho em nhá. Mã vàng size L 53kg quay đầu. Eo 76 đổ lại mặc vừa lấy chút nhanh tay cho em ạ. Mã vàng kèm số điện thoại cho em nhá. Vàng này là size L nhá. 53kg quay đầu eo 76 đổ lại mặc vừa. Lấy chút nhanh tay cho em là mã vàng. Mã vàng kèm số điện thoại cho em nhá. Mã vàng có cách tân không nhiều nha, nhiều cách tân lắm luôn chị ơi. Rồi lên một con chàng phố tím hoa cà này siêu đẹp nhá. Rồi mã vàng của chị Thúy Hùng, mã vàng của chị Thúy Hùng này. Rồi cái này size XL L80 đổ lại một vừa cho em ạ. Size XL nhá. L80 đổ lại một vừa, lấy comment cho mã trắng cho em nhá. Size XL L80 đổ lại một vừa, lên trên là mã trắng. Mã trắng kèm số điện thoại giúp em nha. Size XL L80 đổ lại một vừa. Lấy comment cho em ạ. Mã trắng kèm số điện thoại nhá. Trắng size XL cho em nhá. Rồi mã 1, rồi ai lấy comment cho em nha. Mã trắng kèm số điện thoại. Mã 01 em hết rồi chị Văn Đỗ ơi. Rồi em còn mã trắng, chị nào lấy chút cho mã trắng size XL cho em nha. 75kg chị mặc size 4X cho em nha. Trời ơi, con này một con đúng hương vị Tết nha. Rồi size XL L80 đổ lại mặc vừa lên cho mã Tết. Size XL L80 đổ lại mặc vừa, lấy comment cho mã Tết kèm số điện thoại cho em nha. Size XL L80 đổ lại mặc vừa lên cho mã Tết nha. Tết kèm số điện thoại cho em ạ. Tết size XL L80 đổ lại mặc vừa lên cho mã Tết kèm số điện thoại cho em ạ. Chị nào size XL hút liền nha. Rồi mã Tết kèm số điện thoại cho em nha. Rồi lên một con cách tân kèm váy nha các chị ơi. Một con cách tân kèm váy nha. Hàng ở trên tay hả chị ơi? Hàng ở trên tay, con trắng ở trên tay là size M cho em nha. Con ở trên tay là size M, 50kg quay đầu mặc vừa. Rồi cái này ai lấy cái này comment nhanh tay cho mã cách tân váy cho em nha. 50kg quay đầu mặc vừa. Cách tân váy 189k. Ai lấy comment cho mã cách tân váy cho em ạ. 189k mã cách tân váy kèm số điện thoại cho em nha. Cách tân váy 189k có cách tân luôn chị ơi. Rồi size S Bùi Nhung là sao chị ơi? Chốt hàng đúng mã cho em với nè. Rồi cách tân váy ạ. Rồi kìa công đỏ size XL, công đỏ em hết mất rồi nha. Chốt hàng mã kèm số điện thoại là có đơn nha. Rồi lên một con siêu đẹp đẹp size. Rồi cái này size 2XL L85 đổ lại một vừa cho em ạ. Hàng 4 tà lưới kết đá siêu đỉnh luôn. 279k lên cho mã tím đá nhá. Tím đá size 2XL L85 đổ lại một vừa lên cho mã tím đá cho em nha. Siêu đẹp nhá. Rồi ai lấy comment nhanh tay cho mã tím đá này. Đẹp quá các chị ơi. 279k. Tím đá 279k kèm số điện thoại cho em ạ. Hàng mới 100% nhá. Rồi em lên con trắng cho các chị nha. Con này là đuôi lê ở phía sau. Hàng này là hàng 6 tà. 6 tà đắp ren và đính kết ngọc rất là nhiều nha. Rồi trắng cây size M cho chị Tuyền Châu 279k. Chị Tuyền Châu ơi, hàng đá này hàng 6 tà là 279k. Chị lấy cho ok cho em nha. Rất là đẹp luôn. Hàng 6 tà là các chị này. 1 tà, 2 tà, 3 tà. Rồi 6 tà cho em nha. Và có đắp ren ở giữa. Hàng này size M cho em này. 279k chị Tuyền Châu lấy thì ok cho em nha. Rồi tím đá của chị Angela Hằng. Tím đá của chị Angela Hằng nha. Tím đá Angela Hằng. Rồi lên một con màu siêu lạ luôn. Con này size XL L80 đổ lại một người cho em nhá. Rồi cách tân nè. Mã cách tân của chị cách tân của chị Nguyễn Thị Lan. Mã cách tân kèm váy của chị Nguyễn Thị Lan nha. Thưa chị Nguyễn Thị Lan, chị mặc size M ở chị Lào Cai. Rồi 269 cái đó hết rồi chị ơi. Rồi cách tân size M của chị Nguyễn Thị Lan này. Nguyễn Thị Lan ấy, quên.
tím hoàng hôn đi. Chị Nguyễn Thị Lan ơi, chị sợ chị không vừa ấy. Có là xây cái LL80 đổ lại một vừa cho em nha. À rồi, rồi xây cái LL80 đổ lại một vừa lên cho mã nâu. Trời ơi, con này siêu đẹp luôn. Chị Tuyền Châu ơi, chút trắng ở trên cây thì ok cho em nha. Tại vì con đó em chỉ có đúng một con thôi. À lấy cái bên mã nâu cho em 149k xây cái LL80 đổ lại một vừa cho em nha. Rồi lên cho mã nâu. À, dạ rồi, ok ạ. À. Rồi mã nâu kèm số điện thoại nha. Trắng ở trên cây em vẫn còn nha. Trắng 6 tài cho chị Hương Thái này. Rồi trắng 6 tài cho chị Hương Thái nha. 4 tài, 6 tài. Nói chung là càng nhiều tài thì nó càng bồng bềnh, càng đẹp các chị ơi. Nói chung là nó khi mà mặc lên á, cái dàn nó sẽ đẹp hơn. Rồi mã nâu của chị Hà Phương Anh. Rồi con này size 2L L85 đổ lại một vừa cho em nhá. Size 2L L85 đổ lại một vừa. Lấy con này cầm bên nhanh tay cho là mã xanh đá cho em nhá. 279k. Xanh đá 279k dành cho các chị size L 2XL L85 đổ lại một vừa cho em nhá. Ai lấy cầm bên cho là mã xanh đá cho em nhá. 279k mã xanh đá, 279 mã xanh đá size 2XL L85 đổ lại một vừa lên cho mã xanh đá cho em. 279k, 279k mã xanh đá kèm số điện thoại cho em nha. Xanh đá 279 kèm số này. Rồi một cái này là nguyên bộ nha các chị ơi. Từ nãy giờ là em bán áo riêng nhá. Rồi ok chị nha, ok chị Tuyền Châu nhá. Rồi các bạn, em có size cái LL80 đổ lại một vừa cho em ạ. Nguyên bộ như thế này. Nguyên bộ mà chỉ có giá là 149k. Có sốc không các chị ơi? Hà đồ si hả? Không phải chị ơi, hàng này hàng mới 100% nha. Hàng này làm gì có hàng si. Hàng này là hàng Việt Nam, các chị nên nhớ là hàng si là hàng nước ngoài nhập vào nước mình. Còn hàng này là hàng Việt, áo dài là hàng Việt Nam mình mà. Rồi bộ tím cho em size LL80 đổ lại một vừa cho em nhá. Size LL80 đổ lại một vừa. Lấy con này cầm bên nhanh tay cho em mã bộ tím cho em nhá. Nguyên một bộ có giá chỉ bằng một cái áo thôi nhá. 149k. Lên cho mã bộ tím cho em ạ. 149k mã bộ tím kèm số điện thoại cho em nhá. Nguyên một bộ luôn. Lên cho mã bộ tím kèm số điện thoại này. Bộ tím kèm số điện thoại lên cho em nhá. Bộ tím kèm số điện thoại, ai lấy chiếc xe tay chào mã bộ tím cho em nhá. Bộ tím này, xây cái lò nhá. Con đó là xây cái lò, lên chào mã bộ tím cho em, chỉ có giá là 149k. Rồi lên một con đỏ size 2 cái lò này, con đỏ size 2 cái lò nhá. Rồi set tím của chị Hà Phương Anh này, set tím của chị Hà Phương Anh nhá. Rồi con này size 2 cái lò L85 đổ lại một vừa, lên chào mã đẹp cho em ạ. 149k nhá, từ 3 con sẽ có giá là 139 này. Size 2 cái lời L85 đổ lại một vừa. Lấy chút nhanh tay cho em ạ. Mã đẹp này. Rồi mã bộ tím của chị Hương Thái, cứ bỏ hôm nay một quần. Rồi ai lấy comment cho em nha. Rồi bộ tím em vẫn còn, chị nào lấy thì chút nữa nhá. Ai lấy con này comment cho mã đẹp cho em. Size 2 cái lời L85 đổ lại một vừa. Lấy comment cho là mã đẹp. Mã đẹp kèm số điện thoại cho em nhá. Rồi lên một con siêu cưng nha. Con này size M này, chị nào nhanh tay này. Size M 50kg đổ lại một vừa cho em nhá. Size M 50kg đổ lại một vừa, lên cho mã bi đen. Trời ơi xinh chưa các chị ơi, duy nhất một con thôi nhá. Rồi 67kg chị mà size 2XL cho em nhá. Ai lấy comment cho em ạ. Rồi bi đen kèm số điện thoại cho em nhá. Bi đen. Rồi bộ tím của chị Hương Thái thôi chị ơi. Bi đen size M 50kg đổ lại một vừa, lên cho mã bi đen kèm số điện thoại cho em ạ. Duy nhất một con, chị nào nhanh tay thì được nhá. Bi đen kèm số điện thoại siêu cưng nha các chị ơi, chốt nhanh tay cho em này, bỏ luôn ra. Rồi bi đen kèm số điện thoại cho em nha, con đó là size M. Rồi set tím của chị Hà Phương Anh, của chị Hương Thái, em vẫn còn set tím. Chị nào lấy thì chốt cho em bạn set tím nữa nha. Rồi lên một con màu vàng, trời ơi, con này quá đỉnh luôn. Con này cổ cao 2 phân nhá. Con này size cái LL80 đổ lại một vừa cho em nha, xuất sắc luôn. Size cái LL80, size M là mã bi đen á, bi đen của chị Hà Phương Anh dồn đơn. Ai lấy con này comment cho mã vàng, size cái LL80 đổ lại một vừa cho em nha, rất là đẹp các chị ơi. Size cái LL80 đổ lại một vừa, lấy comment nhanh tay cho em ạ. Mã vàng kèm số điện thoại cho em, con này không đẹp không lấy tiền các chị luôn nhá. 60kg chị mà size cái L này chị Thoa Tròn ơi, 60kg chị mà size cái L nhá. Rồi ai lấy cái bên nhanh tay cho mã đẹp cho em ạ. Những cái hàng 3D này ạ, tuổi nào mặc cũng đẹp luôn nhá. Các chị là lựa theo cái màu của nó thôi. Nếu mà các chị lớn tuổi hơn một tí thì có thể làm mã vàng của chị Hà Phương Anh này. Bi đen ạ, bi đen hình như không còn size đó. Để tí nữa em sẽ lên size khác nha. Bi đen em hết rồi. Rồi cái này size cái LL80 đổ lại một vừa cho em ạ. Như những cái con bi đỏ như thế này nhá. Độ tuổi nào mà cũng được hết. Bi đen em hết rồi, tí nữa lên mã khác cho em nhá. Lên cho mã bi đẻ bi đỏ này. Con này size cái LL80 đổ lại một vừa cho em nhá. Size cái bi đen size M em hết rồi chị ơi, em còn size S thôi. Mã đẹp đúng không? Rồi mã đẹp của chị Hà Phương Anh. Ai lấy cái này cầm bên cho mã bi đỏ này. Bi đỏ này, bi đỏ kèm số điện thoại cho em nhá. Bi đỏ kèm số ạ. Mọi người ơi, chốt hàng kèm số điện thoại luôn cho em là có đơn nha. Hà Phương Anh khách cũ thì mới. Rồi mặt bi đỏ của chị Hà Phương Anh luôn. Mặt bi đỏ của chị Hà Phương Anh nhá. Rồi con này một con trời ơi, hoa hướng dương này. Size 2XL L80 đổ lại một vừa cho em. 285. 2XL L85
85 độ lại một vừa lên cho mã hoa mặt trời. Size 2L eo 85 độ lại một vừa nha. Rồi mã hoa mặt trời kèm số điện thoại cho em nha. Cực kỳ đẹp luôn các chị ơi. Size 2L eo 85 độ lại một vừa lên cho mã hoa mặt trời. Hoa mặt trời kèm số điện thoại cho em nha. Siêu đẹp luôn nha. Chị nào size 2L thì chốt nhá. Chị Trương Thu Thủy ơi, size 2L đây chị ơi. Trương Thu Thủy này, hai Trương Thu Thủy đang, một Trương Thu Thủy đang. Rồi ai lên comment cho em ạ. Hoa mặt trời cho em nha. Con đó size 2L. Một con nhung đỏ siêu đẹp này, con này size M cho em nha. Trời ơi, cái màu này cực kỳ sang. Con này nó đơn giản, nó chỉ đính kết ở phần cổ và hai tay thôi nha. Em nhưng mà em nói em bao đẹp bao chất cho mọi người nhá. Rồi mã bộ tím size 2L, bộ tím size L 2L hả chị Hương Thái. Rồi con này à, ai lấy cái bên nhanh tay cho em là mã nhung đỏ 279k, hoa mặt trời của chị Minh Phương Bùi. Ai lấy cái này cái bên cho mã nhung đỏ cho em nha, size M 50kg đổ lại một vừa cho em ạ. 279k siêu đẹp luôn. 279k mã nhung đỏ dành cho các chị size M 50kg đổ lại một vừa, eo 73 đổ lại nhá. Chấm bi đỏ em hết rồi chị ơi, chấm bi đỏ em hết rồi nhá. Lên cho mã nhung đỏ cho em nha, nhung đỏ là size M, chị nào lấy trước cho em ạ. Nhung đỏ này, nhung đỏ của chị Hà Phương Anh 279k con đó nhá. Rồi con bi đen này là size XL eo 80 đổ lại một vừa cho em nha. Size XL eo 80 đổ lại một vừa, lấy con này chút nhanh tay cho mã số 10 cho em nha. Siêu đẹp luôn, size XL 66kg chị, mà size 2X cho em có tới size 5X luôn nha. Các chị bao nhiêu ký cũng vừa luôn. Ai lấy con này comment cho mã số 10 nha. Con này size XL eo 80 đổ lại một vừa, đây cho là mã số 10, 52kg chị mặc size L cho em nha chị ơi. Các chị mặc quần áo size gì thì các chị chốt cái hàng này cũng size đó giúp em nhá. Rồi cái này size XL eo 80 đổ lại một vừa cho em ạ. Size XL nhá, eo 80 đổ lại một vừa. Lấy cái này chút nhanh tay cho em này, mã trắng kèm số điện thoại cho em nhá. Size XL eo 80 đổ lại một vừa cho em ạ. Mã số 10 của chị Lê Thị Ánh Loan. Rồi mã trắng size XL eo 80 đổ lại một vừa lên cho em ạ. Mã trắng kèm số điện thoại cho em nhá. Siêu đẹp luôn các chị ơi. Rồi mã trắng kèm số điện thoại cho em nhá. Rồi lên một con màu nu đá này các chị này. Con này là hàng 4 tà nhá. Con này là hàng 4 tà, sở thật đấy. Rồi hàng 4 tà siêu đẹp luôn. Rồi em gửi rồi chị Thanh Nguyễn ơi, em gửi rồi nhá. Ngày mai chị nhận được nhá. Mã số 10 em của chị Lê Thị Ánh Loan rồi ạ. Mã số 10 em hết rồi nhá. Rồi con này size XL hả? Eo 80 đổ lại mặc vừa cho em ạ. Siêu đẹp size XL eo 80 đổ lại mặc vừa. Lấy con này comment nhanh tay cho em mã nu cho em nhá. Size XL eo 80 đổ lại mặc vừa cho em nhá. Ai lấy comment nhanh tay cho em ạ. Rồi mã nu ạ, mã nu kèm số điện thoại cho em nhá. Mã nu nha, 279k. Mã nu kèm số điện thoại cho em. Ai lấy trên tay cho em ạ. Nu kèm số điện thoại nha. Nu kèm số điện thoại. Rồi lên một con size S cho các chị này. Mã số 10 em hết rồi nhá. Chị Thúy Ngô gọi không thể trả lời. Có vấn đề gì chị ơi? Tại vì điện thoại em gọi 24/7, còn nói chung là đa phần là em gọi biết á, nên hầu như các chị gọi lại nó sẽ không được á. Rồi mã trắng của chị Võ Hồng Hoa, các chị cứ inbox qua Messenger là được nha. Rồi mã trắng của chị Võ Hồng Hoa. Rồi con này ạ, à, rồi em còn mã nu nha. Rồi con này ạ, à, bi trắng cho em nha. Size S 48kg quay đầu mặc vừa cho em nha. 48kg quay đầu mặc vừa. Lấy comment nhanh tay cho em mã bi trắng kèm số điện thoại size S nha. 48kg quay đầu mã nu này của chị Nghi Thương. Mã nu 279k của chị Nghi Thương còn đó size XL nhá. Rồi con này bi trắng size S 48kg quay đầu mặc vừa, eo 70 đổ lại này. Lên cho em mã bi trắng kèm số điện thoại cho em nhá. Rồi lên một con họa tiết này, con này size L chắc các chị ơi, chị nào size L hút liền này. 48 bi trắng của chị Đỗ Tuyết Nhung, chốt hàng lên số cho em nha chị Đỗ Tuyết Nhung ơi. Con này size L 53kg quay đầu eo 76 đổ lại một vừa cho em nhá. Lên cho em mã họa tiết kèm số điện thoại size L 53kg quay đầu eo 76 đổ lại một vừa cho em ạ. Lên cho em mã họa tiết nhá. Họa tiết kèm số điện thoại nha, size L, chị nào size L hút liền này. Rồi ok chị Đỗ Tuyết Nhung, em thấy số điện thoại của chị rồi nhá. Rồi ai lấy comment cho mã họa tiết nha. Họa tiết là size L này. Rồi con này ạ, mã nu em hết rồi chị Thu Hiền rồi. Em la bằng hai máy các chị phải nhanh tay nhá. Con này size 2L eo 85 đổ lại mặc vừa cho em ạ. Họa tiết là Hồ Gươm nhá. Size 2L eo 85 đổ lại mặc vừa, lấy con này comment cho mã vàng. Chị nào size 2L eo 85 nu em hết rồi. Em thấy chị Nguyễn Thị Lan mà em không thấy chị comment này. Rồi em còn mã họa tiết nhá. Rồi ai lấy con này comment cho mã vàng nhá. Size 2L eo 85 đổ lại mặc vừa. Lấy con này comment cho mã vàng. Mã vàng kèm số điện thoại cho em nhá. Vàng kèm số điện thoại. Họa tiết size L của chị Mai Hương Hà. Họa tiết size L của chị Mai Hương Hòa nhá. Rồi con này size L nữa nè các chị ơi. Một con màu cam siêu đẹp nhá. Con này size L 47kg chị mặc size M cho em nha chị Thu Hiếu ơi. Con này size L 53kg quay đầu eo 76 độ lại mặc vừa cho em nhá. Size L 53kg quay đầu eo 76 độ lại mặc vừa, lấy chút cho là mã cam giúp em nhá. Size L 53kg quay đầu eo 76 độ lại mặc vừa, lên cho mã cam. Mã cam kèm số điện thoại cho em nhá. Chị nào size L hút liền nhá. Màu cam rất là cưng luôn. Lên cho mã cam. Mã cam kèm số cho em này. Rồi lên một con trắng siêu đẹp này. Trời ơi, con này size 2XL.
size 2XL eo 85 đổ lại một vừa cho em nhá. Size 2XL eo 85 đổ lại một vừa. Lấy con này comment nhanh tay cho em ạ. À. Mã trắng nha các chị ơi, size 2XL eo 85 đổ lại một vừa. Lấy comment nhanh tay cho em ạ. À. Rồi mã trắng kèm số điện thoại cho em nhá. Rồi mã cam của chị Sina Trương. Ai lấy comment cho mã trắng size 2XL eo 85 đổ lại một vừa cho em ạ. À. Mã trắng nhá. Trắng kèm số điện thoại cho em ạ. À. Rồi một con đảo bốn tà siêu đẹp nhá. Con này em có đầy đủ size từ size S đến size XL cho em nhá. S, M, L, XL cho em, hàng bốn tà siêu xịn sò luôn nhá. Ai lấy comment nhanh tay cho mã bốn tà cho em kèm size S, M, L, XL cho em nhá. Có đầy đủ 5 size các chị lựa chọn nha. S, M, L, XL 4 size. Hương Thái. Rồi ai lấy comment cho em ạ, mã vàng của chị Hương Thái có chốt luôn mà. Chị ơi vậy chị chốt lại cho em này, mã cam này. Chị Nguyễn Hồng chốt hàng lên số cho em nhá. Cam Nguyễn Hồng chốt hàng lên số này. Em hình như ở đó còn mà. Ai lấy con này comment nhanh tay cho em nhá. Rồi lên cho mã bi đỏ, mã đỏ 4 tà cho em ạ. Mã 4 tà kèm size cho em nhá. S, M, L, XL cho em 199k con này nha các chị ơi. 199k lên cho là mã gì ạ? Mã 4 tà kèm size cho em này. Mã 4 tà nhá. 4 tà kèm size cho em nha các chị ơi. 4 tà nhá. 4 tà size S này, 4 tà size S của chị Ngọc Thủy này, 4 tà size S của chị Ngọc Thủy nha. 4 tà size S của chị Ngọc Thủy, 4 tà em còn đầy đủ các size 199k một con. Chị nào lấy comment ra mã 4 tà kèm size cho em nha. Rồi con này size S này, chị ơi xinh chưa, sót lại đúng một em thôi. Rồi mã trắng 2X của chị Võ Quế, mã trắng 2X của chị Võ Quế nhá. Rồi con này size S 48kg quay đầu eo 70 đổ lại một vừa cho em nha. Size S ạ, 48kg quay đầu chị có rồi chị Tuyền Châu ơi. Ai lấy con này comment ra mã bi đen cho em nhá. Con này size S này 48kg quay đầu mặc vừa. Lê trà mã bi đen hàng size S rất là ít luôn nên các chị phải nhanh tay nhá. 4 tà size XL của chị Ngọc Bình, 4 tà size XL của chị Ngọc Bình nhá. Size S luôn. Rồi con này size S luôn các chị yêu nha. Con này là cổ cao 2 phân cho em này, chốt cho em mã đẹp nhá. Mã đẹp kèm số điện thoại cho em này. Con này chị nào cỡ tầm 40 từ 48 kg là mặc vừa cho em này, 40 từ 48 kg mặc đẹp nhá. Rồi chốt cho em mã đẹp con này. Trời ơi siêu đẹp luôn các chị ơi, chốt cho em mã đẹp nhá. Mã đẹp và kèm lô số cho em chị nào cỡ tầm 40 từ 48 kg mặc vừa. 4 tà size L. Rồi con này chốt cho em size L này. Rồi con này size S này lên xem em mã đẹp nha mọi người, cho chị mã đẹp này. Rồi Huỳnh Trinh ơi, chốt hàng lên số cho em đi chị Huỳnh Trinh ơi. Rồi con này lên xem em mã đẹp nha mọi người, cho chị mã đẹp kèm số điện thoại cho em 41 4 tại XL cho chị Ngọc Bình. Huỳnh Trinh ơi, chốt hàng lên số cho em đi chị Hương ơi, chốt hàng kèm số điện thoại cho em nha. Rồi con này cho chị mã đẹp nha, mã đẹp Thảo Nguyên 4 tà size L lên số cho em nào. Chốt hàng lên số điện thoại cho em nhá. Rồi 4 tà size L này của chị Nguyễn Ngọc này. Rồi mọi người ơi, chốt hàng kèm số điện thoại cho em nhá. Huỳnh Trinh chốt bi đen lên số điện thoại cho em luôn này. Các chị ơi, chốt hàng kèm số điện thoại cho em nhá. Rồi 4 tà size L cho chị Nguyễn Ngọc nhá. 4 tà size L này của chị Nguyễn Ngọc này. Cái này Huỳnh Trinh này. Rồi Huỳnh Trinh này, thấy số điện thoại rồi nhá. Bi đen của chị Huỳnh Trinh. Ok, Thảo Nguyên này. Bốn tay em còn size S và size M nhá. Chị nào lấy thì comment cho em nhá. Mã đẹp đây. Mã đẹp Phạm Tiên ạ, à. Mã đẹp cho chị Phạm Tiên nhá. Rồi con này size L eo 76 quay đầu là mặc vừa. Rồi con này eo 76 quay đầu mặc vừa nhá. Rồi size L eo 76 quay đầu là mặc vừa, cho chị mã hoa và kèm mua số các chị yêu nhá, cho chị mã hoa. Mã đẹp cho chị Phạm Tiên nhá. Rồi mã đẹp cho chị Phạm Tiên này, còn mã bi đen này, mã bi đen này. Mã bi đen cho chị Huỳnh Trinh. Đẹp ạ. Đẹp. Rồi cái này chốt cho em mặc hoa size L. Size L 53kg quay đầu eo 76 đổ lại mặc vừa cho em nhá. Lên cho mã hoa. Mã hoa kèm số điện thoại cho em ạ. Size L 53kg quay đầu eo 76 đổ lại mặc vừa. Chút cho em mã hoa kèm số điện thoại cho em nhá. Hoa size L nhá chị ơi. Lên một em xanh quạt này. Trời ơi đẹp quá. Trời ơi hôm nay hàng đẹp lắm luôn các chị ơi. Rồi bốn tà đỏ size M cho chị Hương Thái này. Rồi cái này size gì đây? Size L. Size L 53kg quay đầu mặc vừa cho em nhá. Bỏ chị Hương Thái này. 53kg quay đầu mặc vừa lên cho mã xanh cô ba chị em nhá. Xanh cô ba nè. Size S nữa. Lan Trần xuất size S này. Ai lấy comment cho mã xanh cô ba cho em nhá. Size L 53kg quay đầu eo 76 độ lại mặc vừa cho em nhá. Rồi ai lấy comment cho mã xanh cô ba kèm số điện thoại cho em nhá. Siêu đẹp luôn. Size L 53kg quay đầu hả? Rồi ai lấy comment cho mã xanh cô ba. Xanh cô ba 4 tạm giờ em còn size S thôi. Size S và size M thôi nhá. Rồi cái này là size S cho em nè mọi người. Bốn tà là 199 nha các chị ơi. Hoa Nguyễn Hồng rồi, hoa cho chị Nguyễn Hồng này, hoa cho chị Nguyễn Hồng nhá. Rồi em còn mã xanh cô ban nha mọi người.
mọi người ơi, cho em mã xanh cô ban và kèm số điện thoại cho em nha. Rồi em còn mã xanh cô ban này. Rồi con này là size S cho em mọi người, chỉ là 40-48kg mặc vừa cho em này. Rồi 40-48kg mặc vừa cho em. Đây cho em là mã thổ cẩm kèm số điện thoại cho em nhá. Size S này 48kg quay đầu. Xanh cô ban này, xanh cô ban cho chị Thúy Huỳnh nha. Xanh cô ban chị Thúy Huỳnh dồn đơn. À lên comment nhanh tay cho em nha, mã thổ cẩm này size S size M mặc vừa cho em, con này có độ co giãn nhẹ nhá. Size S size M mặc vừa. Ai lên comment cho mã xanh cô ban kèm số điện thoại cho em ạ, chỉ có giá 149k. Các chị mua từ 3 con sẽ có giá sỉ là 139 nhá. 48-48kg chị mã size M cho em nhá. Có số điện thoại chưa? Rồi có rồi. Rồi ok này, 48-48kg đây cho chị nào đây? Nguyễn Luyến. Cho chị Nguyễn Luyến nhá. Rồi con này ạ, cách đơn kèm váy luôn nha cho em nhá. Rồi 48 size M cho chị Nguyễn Luyến này. Cái tên kèm luôn chân váy cho em nhá. Chân váy này có là R nên nó rất là dễ mặc luôn. Các chị mặc cùng chân váy hoặc là mặc quần đều đẹp đẹp nhá. Rồi cái này ai lấy comment cho mã cái tên vàng cho em 189k. Cái tên vàng 189k kèm số điện thoại cho em nhá. Ai lấy comment nhanh tay cho em ạ. 189k kèm số điện thoại cho em ạ. Cái tên 189k. Ai lấy comment cho mã cái tên 189 kèm số điện thoại cho em nhá. Rồi cái này size M 50kg đổ lại mặc vừa cho em nhá. 189k. Lên chờ mã cái tân vàng 189 kèm số điện thoại cho em nhá. Rồi lên một con công tím nè các chị nè. Lên một con công tím nha. Con này size M nè các chị nè. Một con công tím size M siêu đẹp nhá. Video này hết rồi nhá. Có XL không có nhiều luôn nha chị ơi. Rồi công tím size M 50kg quay đầu eo 72 đổ lại mặc vừa cho em nhá. Công tím này. Rồi, con này dành cho các chị size M 50kg quay đầu eo 72 đổ lại một vừa. Lấy comment lên tay cho em mã công tím cho em nha. Con này đẹp lắm luôn các chị ơi. Lại đẹp và lạ cho em nhá. Rồi công tím size M 50kg quay đầu mặc vừa. Lấy chút nhanh tay cho em ạ. Công tím kèm số điện thoại cho em nhá. Công tím size M 50kg quay đầu eo 76 đổ lại một vừa cho em nhá. Công tím này. Công tím kèm số điện thoại cho em nhá. Bộ cách tân của chị Hương Thái nhá. Bộ cách tân của chị Hương Thái nhá. Rồi mã công tím em còn, chị nào lấy comment cho mã cách công tím kèm số điện thoại cho em nhá. Rồi cái này size S này 48kg quay đầu mặc vừa cho em nhá. Size S 48kg quay đầu mặc vừa. Lấy con này ạ, công tím này. Phúc Nguyễn chốt hàng lên số điện thoại cho em nhá. Chốt hàng kèm số điện thoại này. Công tím em vẫn còn, chị nào lấy chốt cho em nhá. À lấy con này comment cho mã sen. Con này size S 48kg quay đầu eo 70 đổ lại mặc vừa cho em ạ. Lên cho mã sen cách tân vàng của chị Hương Thái rồi nhá. À lên comment nhanh tay cho em ạ. Thổ cẩm có size L không ạ? Nói chung hàng này hàng lẻ size thổ cẩm. À có size. Rồi à lên comment nhanh tay cho em mã sen nha. Size S 48kg quay đầu eo 70. Phúc Nguyễn cho hàng lên số cho em nha chị Phúc Nguyễn ơi. Công tím lên số điện thoại này. Rồi à lên comment nhanh tay cho em nha. Rồi à, quần riêng em không bán đâu chị ơi. Bạn quần em chỉ bán kèm với áo thôi. Chứ còn quần riêng là em bán được. Quần là em chỉ bán lấy vô cho các chị cho vui thôi. Chứ còn không em bán quần em gọi là lấy dùng cho các chị thôi. Chứ không lờ 1.000 nào cho nó hết ạ. Rồi thổ cẩm ạ, có size L không? Dạ không có chị ơi. Thổ cẩm em chỉ có size S, size M thôi nhá. Rồi cái này mỗi size M này 50kg quay đầu mặc vừa lên cho mã cam. Size M nha các chị ơi, 50kg quay đầu mặc vừa lên cho mã cam kèm số điện thoại cho em nha. Siêu đẹp luôn, chị nào size M hút liền này. Rồi mã cam này. Rồi chị Phúc Nguyễn ơi, chị Phúc Nguyễn ơi, chị còn ở đó thì lên số điện thoại giúp em nào. Rồi mã sen của chị Hương Thái này, mã sen của chị Hương Thái nhá. Mã cam size M 50kg đổ lại vừa ạ. Lên cho mã cam. Mã cam kèm số điện thoại cho em nhá. Cam size M chị nào lấy chốt cho em là mã cam nhá. Rồi size M ok, công tím size M của chị Phúc Nguyễn nhá. Công tím size M ạ. Rồi bộ chiên sau còn, em còn size S và size M nha chị Hoàng Thị Thu Hiền ơi. Rồi mã cam size M của chị Tuyền Châu nhá. Rồi size M nữa này các chị này. 50kg quay đầu mặc vừa cho em nhá. Lên cho mã hoa tím nhá. Hoa tím size M 50kg đổ lại mặc vừa cho em ạ. Đẹp chưa? Chị nào hôm nay size S size M sao nhiều quá luôn. À lên comment cho em ạ. Rồi cách tân vàng này, cách tân vàng size M. Cách tân vàng con đấy là size gì size M hả? Cách tân vàng của chị Lanh Triệu này. Cách tân vàng của chị Lanh Triệu nhá. Rồi cam của chị Tuyền Châu. Rồi, con này là size L cho em nha các chị ơi. Con này là size L, eo 76 quay đầu mặc vừa cho em nhá. Rồi eo 76 quay đầu mặc vừa này. Rồi cho em mã hoa mọi người lên giùm em. Rồi cái tên vàng của chị Lanh Triệu nhá. Rồi cho em mã hoa để em coi đã chị ơi. Tại vì nó nằm lộn xộn nhá. Rồi con này cho em mã hoa, con này lên giùm em mã hoa các chị ơi. Cho em mã hoa này. Size L 53kg quay đầu eo 76 đổ lại mặc vừa cho em nhá. Hoa trắng kèm số điện thoại cho em ạ. Hoa trắng size L nhá. Rồi còn cam. Còn cam size M của ai? Cam của chị Hương Thái này. À lấy comment cho em mã hoa trắng cho em nha. Size L 53kg quay đầu eo 76 độ lại mặc vừa cho em nhá. Lấy comment cho em mã hoa trắng ạ. À, sen của chị rồi nhá. Hoa trắng kèm số điện thoại cho em ạ. À. Đức Huỳnh ơi, sừng sáng trưa ngày mai em sẽ like nhá. Buổi trưa em like sừng sáng và tối em lên áo dài nhá. Em không thể lên áo dài và sừng sáng một lúc được đâu ạ. À. Rồi lên một con siêu đẹp luôn, size S nhá. Trời ơi, chị nào size S size M hốt liền này.
bộ 50kg quay đầu mặc vừa eo 73 đủ làm một đủ cho em nhá. À lấy con này comment cho mã đẹp cho em nhá. Mã hoa này, hoa trắng của chị Nguyễn Ngọc này. À lấy con này comment cho mã đẹp cho em nhá. Size S này 48kg quay đầu eo 70 đủ lại một người cho em nhá. À lấy comment nhanh tay cho em ạ. À, mã đẹp size S cho mọi người ơi. Mã hoa của chị Nguyễn Ngọc nhá. Rồi cách tân bộ này các chị này, cách tân bộ cho em nhá. 189k con này size XL. Eo 80 đổ lại một vừa cho em nhá. Size XL eo 80 đổ lại một vừa. Lấy con này comment cho mã cách tân hồng cho em nhá. Size XL eo 80 đổ lại một vừa cho em nhá. Ở phía sau em chỉ còn size S và size M thôi chị ơi. À lấy comment cho mã cách tân hồng nguyên bộ luôn 189k này các chị size XL. Eo 80 đổ lại một vừa cho em nhá. Rồi lên cho mã cách tân hồng cho em ạ. Cách tân hồng là size XL cho em nhá. Hương Thái hết xem rồi chị Hương Thái ơi. À cái này bỏ cho chị gì Lan Triệu này. Cái này là bộ rời này. À lên comment nhanh tay cho em nhá. Rồi lên cho em ạ, mã cách tân hồng, nó đóng nguyên bộ cách tân hồng cho em nhá. Rồi con này cách tân xanh nhá. Con này là size L. 53 kg quay đầu eo 76 đổ lại một vừa cho em ạ. Size L nhá. Đã đưa Ngọc Bình ra nè. Đi ra chỗ khác chơi luôn đi chị ơi. Sao vậy? Chị ấy chốt, chị không chốt nữa. À lên con này comment nhanh tay cho em nhá. Rồi lên cho em ạ. À, hoa trắng em hết rồi. Cách tân xanh size L 53 kg quay đầu eo 76 đổ lại mặc vừa cho em ạ. À. Cách tân xanh 189k mã cách tân xanh kèm số điện thoại cho em nhá. Rồi ok chị Nguyễn Ngọc này. Cách tân xanh 189k. À lên comment cho mã cách tân xanh nhá. 189 size L 53 kg quay đầu này. Rồi lên một con lồng đèn này. Trời ơi con này xinh lắm luôn nhá. Lồng đèn màu tím này. Con này size 2XL eo 85 đổ lại mặc vừa cho em ạ. À. Size 2XL nhá. Eo 85 đổ lại một vừa cho em. Mã lồng đèn, trời ơi đẹp quá chị ơi. Lồng đèn màu tím này. Size 2XL eo 85 đổ lại một vừa lên cho em mã lồng đèn. Lồng đèn size 2XL eo 85 đổ lại một vừa cho em nhá. Mã lồng đèn kèm số điện thoại cho em ạ. Siêu đẹp nhá. Lồng đèn size 2XL eo 85 đổ lại một vừa cho em. Chị nào mà đúng cái size này không chốt con này quá phí luôn. Rồi lồng đèn 2X nhá. Rồi lên một con màu vàng siêu đẹp size 2XL luôn. Eo 85 đổ lại một vừa cho em nhá. Size 2XL eo 85 đổ lại một vừa. Lên con này comment cho mã vàng. Trời ơi hoa nha. Rồi ai lên comment nhanh tay cho mã vàng cho em nhá. Size 2XL eo 85 đổ lại một vừa. Lên cho mã vàng kèm số điện thoại cho em nhá. Vàng kèm số điện thoại size 2XL. Rồi mã lồng đèn của ai. Rồi mã vàng là size 2X nhá. Ai lên comment cho mã vàng này. Rồi con này hàng hồng hồng đào cho em nhá. Con này là size gì em coi. Xanh là cái gì? Phương Mai Nguyễn ơi, chị chốt hàng đúng mã cho em nào. Cái tên xanh của chị Phương Mai Nguyễn. Cái tên xanh 189k của chị Phương Mai Nguyễn nhá. Rồi hàng 4 tà, hồng đào 4 tà, size S, size M mặc vừa cho em nhá. 50kg quay đầu eo 72 đổ lại mặc vừa cho em ạ. À. Siêu đẹp đứng sau, các chị thấy cái dáng này rất là đẹp luôn nhá. Lồng đèn của chị Hương Thái. Rồi cái này 4 tà cho em, size M 50kg đổ lại mặc vừa cho em. Em có đúng duy nhất một con thôi. Chị nào lấy comment cho mã 4 tà cho em nhá. 199k mã 4 tà. Dành cho các chị size S, size M mặc vừa cho em nhá. Rồi mã 4 tà kèm số điện thoại cho em ạ. À. Mã vàng Thanh Bình chốt hàng lên số cho em nhá. Mã vàng chị Thanh Bình chốt hàng lên số này. Rồi mã 4 tà size S, size M mặc vừa lấy comment cho mã 4 tà cho em 199k, 4 tà 199 nhá. Rồi lên một con hoa size 2XL eo 85 đổ lại một vừa cho em nhá. Phát hàng trước hàng lên số luôn cho em nhá. Size 2XL eo 85 đổ lại một vừa. Lên cho mã hoa hồng kèm số điện thoại cho em nhá. Size 2XL eo 85 này. Lồng đèn hết rồi chị ơi. Ai lên comment cho mã hoa hồng. Con này size 2XL eo 85 đổ lại một vừa. Lên cho mã hoa hồng. Rồi hoa hồng kèm số điện thoại cho em nhá. Size S rồi ok nè, ok chị phát hàng nhá. Rồi con này size S size M mặc vừa luôn. Rồi mã đó là bạn muốn tàng size S của chị phát hàng. Lồng đèn em hết rồi nhá. Rồi con này size XL eo 80 đổ lại mặc vừa cho em ạ. Trời ơi con này nhá, trời phong cảnh rất là lạ luôn. Size XL eo 80 đổ lại mặc vừa nhá. Ai lấy comment nhanh tay cho là mã lạ. Mã lạ kèm số điện thoại cho em ạ. Mã lạ giúp em nhá. Ai lấy 4 tà em chỉ có con đó thôi, em hết mất rồi. Ai lấy comment nhanh tay cho mã lạ size XL eo 80 đổ lại mặc vừa. Mã lạ kèm số điện thoại nha. Rồi cho chị em mã lạ nha mọi người ha. Rồi lên cho em mã lạ và kèm số điện thoại cho em là size XL. Eo 80 mặc vừa cho chị em mã lạ này. Size gì mã lạ size XL cho chị em mã lạ hả? Mã lạ kèm số điện thoại cho em và cho chị em mã lạ. Rồi lên cho chị một con màu nâu siêu đẹp này. Rồi mã hồng này. Mã hồng chốt hết lên số cho em này chị Thu Hiếu ơi. Rồi mã nào cho chị Lê Thị Ánh Loan màu dầu đơn này. Rồi mã hồng Thu Hiếu. Thu Hiếu ơi chốt hàng thì lên số cho em đi chị Hiếu ơi. Chị chốt mã nào? Mã 4 tà hay là mã hồng gì ơi? Rồi size M 50kg quay đầu mặc vừa. 50kg quay đầu mặc vừa cho chị mà cam và kèm luôn số các chị ơi. Con này 50kg eo 72 đổ lại mang đẹp cho em nhá. Eo 72 quay đầu là mang đẹp cho chị em này. Rồi lên xem em mà cam và kèm luôn số cho em và cho chị mà cam.
mà cam kèm luôn số cho em là cho chị em mã cam màu. Trời ơi, con cam này đẹp quá, size gì á? Size M. Rồi con này size M cho em nhá. 50kg đổ lại một vừa cho em ạ. À. Lên cho mã cam cho em, con này không đẹp đâu, không lấy tiền các chị luôn đấy. Cái họa tiết nó siêu siêu đẹp luôn. Nói chung là cái chất vải nó như nhau, nhưng mà họa tiết nó sẽ khác nhau nhá. Lên cho mã cam cho em nhá. À, có chất đơn cho em có mà chị Phương Mai Nguyễn ơi, chị có xanh rồi nha chị ơi. Rồi mã là em hết rồi nha mọi người ơi. Chốt hàng em nói, em đọc tên từng người mà chị, các chị em đọc tên từng người, các chị nghe kỹ cho em nha. Con này size M này đẹp quá. Cam Như Huỳnh. Rồi size M 50kg đổ lại một vừa cho em nha. Lên cho mã đẹp, quá đẹp các chị ơi. Size M chị nào hút nhanh tay này. Size M 50kg đổ lại một vừa cho em nha. Lên cho mã đẹp này. Mã đẹp kèm số điện thoại cho em nha. Size M 50kg quay đầu eo 76 độ là một người cho em ạ. Lên cho mã đẹp kèm số điện thoại cho em nha. Xin đẹp luôn. Mã đẹp kèm số điện thoại lên cho em nha chị ơi. Ai lấy trên tay cho em nha. Đẹp này size M. Ai lấy cho mấy chàng mã đẹp này. Rồi cách tân hồng liền váy cho em nha. Cách tân hồng liền váy. Rồi con này size M 50kg đổ lại một người cho em nha. Cách tân hồng liền váy siêu đẹp luôn. Rồi 50kg quay đầu mặc vừa. Ai lấy con này hồng 4 tà em hết rồi chị ơi. Lấy con này comment nhanh tay cho em ạ. Rồi mã gì đó. Rồi lên cho mã cách tân hồng cho em size M 50kg quay đầu eo 73 đổ lại mặc vừa nhá. Còn 189k kèm luôn váy luôn tết, mặc mấy con này thì siêu xinh rồi. Ai lên comment cho mã cách tân hồng cho em nhá. 189k rồi lên cho mã đẹp của chị Nhi Huỳnh. Rồi lên cho mã cách tân hồng cho em nhá. 189k có đó là size M 50kg đổ lại mặc vừa cho em này. Rồi 4 tà này em còn đúng duy nhất con này cho em nha. Size M 50kg quay đầu cho em nhá. Rồi con này là hồng sen, không phải là hồng đào mà là hồng sen size M 50kg quay đầu mặc vừa lên cho mã hồng sen. Đẹp quá các chị ơi, hồng sen size M nhá. 50kg quay đầu eo 70 đổ lại mặc vừa cho em ạ. Eo 73 đổ lại mặc vừa lên cho mã hồng sen. Hồng sen mã đẹp em hết rồi nhá. Rồi hồng sen kèm số điện thoại cho em nhá. Size M 50kg quay đầu eo 73 đổ lại mặc vừa lên cho mã hồng sen. Hồng sen kèm số điện thoại cho em nhá. Hồng sen nhá. Rồi con này size 2XL này, một con cái hình giống kiểu lá cờ Mỹ. Con này cái tân hồng của chị Hương Thái nha, cái tân hồng của chị Hương Thái này. Chút chị Nhung Đỏ chưa, Nguyễn Thị Hải Yến chưa có đơn phải không? Chưa. Chị ơi, chờ, nãy giờ Nhung Đỏ chị đâu có được chốt đâu. Con này size 2XL lên số chị ơi. Size 2XL eo 85 đổ lại một vừa cho em nha. Hương Giang chút hàng lên số cho em nha chị Hương Giang ơi. Em còn một con lấy thì lên số cho em nè. Rồi mã sọc cho em nhá. Con này size 2XL eo 85 độ lại một vừa. Lấy chút cho em là mã sọc này. Mã sọc kèm số điện thoại cho em nhá. Siêu đẹp luôn. Sọc kèm số điện thoại cho em ạ. Hương Giang chút hàng lên số cho em này. Rồi con này size M cho em nhá. Rồi hồng size M, hồng size M. Mã hồng sen nè, hồng sen 4 tà chị Hương Thái này. Mọi người chút hàng phải đúng size, đúng mã chứ không là em sợ chút nhầm cho các chị nè. Rồi con này size M 50kg độ lại một vừa lên cho mã cam. Mã cam nha các chị ơi, size M nhá. 50kg quay đầu mặc vừa cho em ạ. À. Ai lấy comment cho em ạ. À. Chị Hương Giang ơi chốt cái tên lên số điện thoại cho em nào. Rồi con này size M nhá. Lên cho mã cam. Mã cam kèm số điện thoại cho em ạ. À. Đẹp em hết rồi nhá. Mã cam hồng sen rồi của chị Hương Thái rồi chị ơi. Rồi con này một con màu nâu. Trời ơi con này đẹp lắm luôn. Con này quá là sang nhá. Size M. 50kg quay đầu này như các chị khoảng cỡ 4 mấy tuổi này mà sợ trẻ trung quá thì hút liền con này cho em nhá. Màu này rất là đẹp và sang luôn. Rồi size M 50kg đổ lại một vừa lên cho mã nâu. Chị Hương Giang chút hàng lên số cho em nè. Mọi người ơi chút ở đâu cũng phải lên số cho em nhá. Rồi em cảm ơn chị Hương Giang lên số rồi kìa. Chút cách tân hồng liền váy cho chị Hương Giang. Rồi con này lên cho mã nâu size M 50kg đổ lại một vừa cho em nhá. Lấy chút nhanh tay cho em ạ. Mã nâu kèm số điện thoại cho em ạ. Size M chị nào mà đúng size này mà không chốt thì quá phí nhá. Con này rất là đẹp luôn. Rồi lấy comment cho mã nâu. Mã nâu kèm số điện thoại cho em ạ. Một con size 2XL này. Con này size 2XL nhá. Eo 85 đổ lại một người cho em ạ. Size 2XL eo 85 đổ lại một người cho em ạ. Nguyên cái áo là một cái rừng hoa sen. Lấy comment cho mã hoa sen cho em nhá. Size 2XL eo 85 đổ lại một người lên cho mã hoa sen kèm số điện thoại cho em ạ. Size 2XL eo 85 đổ lại một vừa. Lấy chút nhanh tay cho em ạ. Hoa sen kèm số điện thoại cho em nhá. Xin đẹp luôn. Hoa sen kèm số điện thoại. À lấy chút nhanh tay cho mã hoa sen nhá. À như vậy ạ, à, mấy cái hàng này em không đọc giá, có nghĩa là hàng 3D là 149k. Các chị mua từ 3 con sẽ có giá là 139k nhá. Rồi con này, size M 50kg đổ lại vừa lên cho mã xanh lá nhá. Size M 50kg đổ lại vừa lấy chút nhanh tay cho em ạ. Xanh lá kèm số điện thoại cho em nha. Size M 50kg quay đầu lên cho mã xanh lá này, xanh lá size M nhá.
50kg quay đầu lấy chút nhanh tay cho mã xanh lá kèm số điện thoại cho em nha. Trời ơi, con này lá phong quá đẹp luôn. Rồi mã nâu này của chị Hoa cỏ may. Rồi con này size XL cho em này. Trời ơi đẹp quá các chị ơi, size XL. Eo 80 đổ lại một vừa lên cho mã lá phong giúp em nha. Size XL. Eo 80 đổ lại một vừa lấy chút nhanh tay cho em ạ. Lá phong kèm số điện thoại cho em nha. Size XL. Eo 80 đổ lại một vừa lên cho mã lá phong kèm số điện thoại cho em ạ. Chị nào size XL hút liền nhá. Rồi lá phong kèm số điện thoại cho em. Ai lấy comment nhanh tay cho mã lá phong này. Rồi cái tên đỏ đó các chị ơi, Tết hút liền màu đỏ cho em nhá. Rồi con này size XL eo 80 đổ lại một vừa cho em ạ. Nguyên bộ 189k. Rồi size lá của chị Nguyễn Ngọc dồn đơn. Ai lấy comment cho mã cái tên đỏ size XL eo 80 đổ lại một vừa cho em nhá. Cái tên đỏ này 189k. Cái tên đỏ 189 cho em nhá. Size XL eo 80 đổ lại một vừa. Lên cho mã cái tên đỏ cho em nhá. 189k nguyên bộ luôn nha các chị ơi, 189k. Mã cái tên đỏ kèm số điện thoại cho em ạ. Cái tên đỏ nhá, kèm số điện thoại cho em ạ. Ai lấy comment nhanh tay cho em ạ. Rồi con này em chỉ còn 1-2 con thôi nhá. Em có size S và size M này. Em chỉ còn con trên cây và con mỏng mặt này. Rồi size S và size M lên cho em nhá. Rồi mã 4 tà kèm size S và M cho em này. Còn đúng 2 con thôi. Mỗi size còn đúng 1 con, chị nào nhanh tay thì được này. 199k nha các chị ơi, siêu đẹp luôn. 199 hàng 4 tà. Em còn size S và size M này. Rồi mã lá phong của chị Lâm Vũ. Mã lá phong này của chị Hương Giang. Lá phong của chị Hương Giang mất rồi, chị Hương Vũ sau nhá, Lâm Vũ sau. Rồi cái này lên trên là mã 4 tà kèm size S nhá. Cái tên đỏ size M này để em tìm nhá. Cái tên đỏ size M để em tìm. Mã cam này chút hàng lên số cho em nè. 4 tà size M này, 4 tà size M này của chị à. Rồi 4 tà size M của chị Phạm Thị Duẩn này. 4 tà size M của chị Phạm Thị Duẩn nhá. Cái tên đỏ của chị Hương Giang. 4 tà Phạm Thị Duẩn khách cũ ạ. Đúng rồi, 4 tà size. Rồi chị Bích Hà chúc mã cam nào, cam lên số cho em nào. Rồi con này size S cho em nhá. Rồi ok chị Phạm Thị Duẩn này, em còn 4 tà size M, chị nào lấy chốt cho em nhá. Rồi size S 48kg quay đầu eo 70 đổ lại một vừa lên cho mã Tết cho em. Con này đúng Tết luôn nha các chị ơi. 4 tà size M em hết rồi, em còn 4 tà size S thôi. Rồi 48kg quay đầu eo 70 đổ lại một vừa cho em này. Ai lấy con này comment nhanh tay cho em nhá. Rồi lên cho mã Tết này, Tết size S nhá. 48kg quay đầu eo 70 đổ lại một vừa lên cho mã Tết. Mã Tết kèm số điện thoại cho em mã Tết nhá. Tết kèm số điện thoại này. Ai lấy chút cho em mã Tết nhá. Đây con Tết là size S hả? Tết này em có size S, size M luôn đó mọi người ơi. Tết này em có size S và size M nhá. Chị nào lấy comment cho mã Tết cho em nhá. Xuân sáng em ra buổi mã 4 tà size M em hết mất rồi. Chị Liên Lê ơi, em còn 4 tà size S ở trên cây. À 4 tà ở kia là của con A đây kìa, bé bé bé. Đó 4 tà ở trời ơi, đây đây đây, dục ra, dục ra. 4 tà size M em hết, Tết của chị Phạm Thị Duẩn này. Rồi có này size M 50kg đổ lại một vừa cho em nhá. 50kg đổ lại một vừa lên cho mã trắng nhá. Size M 50kg đổ lại một vừa lấy chút nhanh tay cho em ạ. Rồi mã trắng kèm số điện thoại cho em nhá. Trắng kèm số này. Ai lấy chút nhanh tay cho mã trắng giúp em nhá. Trắng kèm số điện thoại cho em ạ. Size M 50kg đổ lại một vừa cho em này. Rồi 4 tà này em còn size S và size XL. Chị nào lấy comment cho là mã size S và size XL cho em nhá. Size S và size XL cho em nhá. Mình chụp lại màn hình bạn Hương Thái. Hương Thái chốt áo nhung đỏ. Không, nhung đỏ cũng không phải của chị Hương Thái. Nhung đỏ là của chị gì ta? Nhung đỏ là của chị gì? Của chị Hà Phương Anh. Tại vì em like bằng hai máy, chị Nguyễn Thị Hải Yến ơi, nhung đỏ không phải của chị Hương Thái luôn đấy. Cam size M này, cam size M của chị Bích Hà, cam size M của chị Bích Hà nhá. Rồi rồi siêu đẹp luôn chị ơi. Rồi con này lên cho mã size S và size XL cho em nhá. Còn đúng hai con thôi, chị nào nhanh tay này. 4 tà size S này, 4 tà size S của chị Phạm Thị Chuẩn này. Chị Phạm Thị Chuẩn lấy hai con giống nhau luôn là chị chắc là mua chung hả? Rồi 4 tà size S của chị Phạm Thị Chuẩn luôn nhá. Hết luôn, hàng 4 tà này rất là đẹp XL, luôn nhá. XL Phúc Nguyễn này. Rồi xây cái lò của chị Phúc Nguyễn nha. Lên số lại đi chị Phúc Nguyễn ơi. Có luôn chị Xuân Phạm ơi, có nha. Có xây cái lò luôn nha. Nói chung là lúc nãy hình như là cái lúc nãy về một cặp bé thể đâu rồi bé. Cái gì nãy mà cái đó là cặp khác. Không có lên hết rồi. Bạn lúc nãy mà bảo mời hàng mới về chị này nhá. Rồi cái này xây lò nha các chị ơi, này xây lò eo 76 mắt vừa cho em nha. Rồi cái này là xây lò mã XL 43 cho chị Lâm Vũ này, 199k nha. Rồi size L
L76 mắc cười nha các chị ơi. Cho lên cho em mã Tết vàng nha các chị ơi. Cho chị mã Tết vàng và kèm luôn số cho em size L. L76 quay đầu mặc vừa. 53kg quay đầu là mặc đẹp. L76 quay đầu mặc vừa nhá. Rồi, chị mặc size L cho em chị Sương Phạm nhá. Rồi con này cho chị mã Tết vàng này, mã Tết vàng và kèm luôn số các chị yêu nhá. Rồi cho chị mã Tết vàng size L, L76 mặc vừa nhá. Rồi cho chị mã Tết vàng này. Rồi mã 4 tay em hết rồi chị ơi. Mã 4 tay em hết rồi nhá. Rồi con này 2XL này, một con hàng đá mẹ nha các chị yêu này. Rồi ship tri phong 4 tay và có bông chăn cho em 279.000 nhá. 279k chốt cho em mã cam. Mã cam 279 là kèm vô số cho em các chị yêu này. Con này là 279.000 mọi người nhá. Rồi con này cho chị em mã cam, mã cam và kèm vô số cho em size 2XL. Đẹp lắm luôn nha các chị ơi. Hàng 4 tà nhá. 4 tà và có bông chân luôn và tất cả đá và đính đá xịn đàng hoàng nhá. Rồi lên cho mã cam chị em ạ. Mã cam kèm số điện thoại cho em 4 tà size M em hết rồi mà. Em còn mã Tết vàng thôi. Tết vàng size M hả? Tết vàng size M à? Để em tìm cho chị Nguyễn Thị Chuẩn nha. Em còn tết đảo size M này chị Nguyễn Thị Chuẩn à, lên chị Chuẩn. Tết vàng của chị size L của chị Nguyễn Ngọc. Còn tết vàng size L của chị Nguyễn Ngọc nhá. Size M hình như là hết rồi á chị Phạm Thị Chuẩn ơi. Em còn tết đảo size M thôi. Rồi xanh cổ vịt size XL L80 độ lặng vừa cho em nhá. Đẹp quá các chị ơi. Tết vàng này, tết vàng size này là size 2XL. XL. XL chị Cường Huệ ơi, chị mặc size gì ạ? À, cái này là màu xanh cổ vịt cho em nhá. Trời ơi, hàng này xịn sò lắm luôn đó. Các chị mà mua biếu tặng thì nó quá là giá trị rồi nhá. Chỉ có giá là 279k size XL L80 độ lại mặc vừa cho em nhá. Size S không có chị ơi. Ai lấy comment nhanh tay cho em ạ. Xanh cổ vịt kèm số điện thoại cho em nhá. Em còn mã cam, em còn mã xanh cổ vịt ạ. Lấy comment cho mã xanh cổ vịt này. Xanh cổ vịt kèm số cho em nhá. Xanh cổ vịt kèm số này. Rồi tết đỏ này. Rồi thêm 4 tà em hết rồi chị ơi. Em chị được 4 tà size S và size M rồi. Còn hết rồi, hết 4 tà rồi nhá. Rồi tết đỏ này em còn size S và size M. Rồi mã xanh cổ vịt của chị Hoa Vi 279k. Chị Hoa Vi ơi, hàng đó là hàng đá xịn nhá. Trời ơi, tết đỏ này đẹp lắm luôn nha các chị ơi. Tết đỏ này em có size S và size M. Rồi lên cho mã tết đỏ kèm size S và M cho em này. Tết đỏ kèm size S và M nhá. Đẹp lắm luôn các chị ơi, nhanh tay nhá. Tết đỏ kèm size S và M. Cái chồng tết lúc nãy phớt đâu bé? Chắc ở dưới này hả, chị ta tìm cho. Rồi lên cho em mã tết đỏ nha mọi người nhá. Cái này cho chị mặt tết đỏ kèm size S hoặc M cho em này. Ôi khổ ghê cái tóc này. Rồi cho chị mặt tết đỏ này. Tết đỏ size S hoặc M cho em nha các chị ơi. Cho chị mặt tết đỏ này. S hoặc M nha. Tết đỏ S hoặc M chị nào lấy comment cho em nha. Tìm Huế là XL này. Rồi nên cho chị một con tìm Huế nè các chị này. Cái này là size XL cho em này chị nào. Một chị nào mặc size tức là em chị nào 80 mặc vừa cho chị mặc tìm nhá. Em chị nào 80 là mặc vừa cho chị mặc tìm con này. Lên cho em mặc tìm và kèm luôn số cho em các chị ơi. Cho chị mặc tìm size XL. Em 80 mặc vừa nhá. Cho chị mặc tìm con này. Lên cho em mặc tìm này. Mặc tìm và kèm luôn số cho em. Cho chị mặc tìm này. Mặc cam. Cam size mấy chị? Cam size 2XL. Con đó là hàng đá cho em chị yêu nhá. Con đó là hàng đá là 279.000 chị yêu nhá. Rồi mã tết đỏ size M này, mã tết đỏ size M này cho chị Phạm Thị Duẩn một con này. Rồi tết đỏ, tết đỏ em có size L luôn các chị ơi, tết đỏ có cả size L nha. Rồi SML nha, tết đỏ em có SML này. Tết đỏ kiếm em cái L đi, lên số cho em chị Sư Phạm ơi. Tết đỏ em có size L luôn. Rồi mã tím cho chị Lê Thị Ánh luôn. Lê Thị Ánh luôn mã tím này. Sư Phạm ơi cho hàng lên số cho em đi chị này. Rồi con này là size L, L76 quay đầu mặc vừa. Mã tím em hết rồi nha, còn mã tím không? Rồi mã tím ơi, đỏ em còn, tết em còn size M nè. Chị lên số cho em nha chị ơi. Tết em còn size S và size L. Size S và size L. Rồi con này size L L76 mặc vừa. Trời ơi lạ chưa? Quá lạ mà đẹp. Rồi cho chị mã sang, mã sang và kèm luôn số các chị ơi. Cho chị mã sang con này nha. Rồi lên trên mã sang con này là size L L76 quay đầu mặc vừa cho chị mã sang này. Mã sang kèm luôn số cho em và cho chị mã sang. Rồi mã tết đỏ L cho chị Hoa Huỳnh này. Rồi tết đỏ L chị Hoa Huỳnh nha. Con này size L cho chị mã sang hot con này luôn đi chị Hoa Huỳnh ơi. Siêu đẹp luôn cho em và cho chị mã sang nha. Mã sang và kèm luôn số cho em ạ. Rồi con này là size L nhá. Một con màu vàng siêu đẹp luôn size L. 53kg quay đầu L76 đủ lại mặc vừa cho em nhá. Số hàng hôm nay em nói luôn nó quá là đẹp luôn. Rồi lên cho mã vàng. Mã vàng size L 53kg quay đầu L76 đủ lại mặc vừa cho em nhá. Rồi mã sang chị Trang Trần này. Rồi mã vàng size L 53kg quay đầu L76 đủ lại mặc vừa cho em ạ. Ai lên comment trên tay cho em nhá. Vàng kèm số điện thoại cho em ạ. Mã chị vàng nhá. Sương Phạm ơi, đợi chị lên số em cho người khác rồi chị ơi. Mã vàng kèm số điện thoại cho em nhá. Rồi lên một con màu trắng phủ siêu đẹp luôn. Hết rồi, mã tốt. Em còn tết S thôi. Cái này size XL L80 đổ lại một vừa cho em nhá. Size XL L80 đổ lại một vừa. Lấy con này comment cho là mã đẹp giúp em nè. Trời ơi, đẹp quá chị ơi, size XL L80 đổ lại một vừa. Lấy comment nhanh tay cho là mã đẹp nè. Mã đẹp nhá, siêu đẹp luôn. Mã vàng của ai? Vàng bé bảo chất hàng lên số đi chị ơi.
chốt hàng kèm số điện thoại luôn cho em nhá. Rồi mã size em hết bắt rồi nhá. Pin xanh này size bé hả? Rồi ok Tư Nguyễn này. Rồi ok Tư Nguyễn Tư Bà này. Rồi con này siêu đẹp luôn các chị ơi, con này siêu đẹp nhá. Size M 50kg đổ lại mặc vừa lên cho mã pin xanh. Con này size M cho em nhá. 50kg quay đầu mặc vừa lên cho mã pin xanh kèm số điện thoại cho em mã siêu đẹp nhá. Pin xanh size M 50kg đổ lại mặc vừa. Lấy chút nhanh tay cho là mã pin xanh size M nhá chị ơi, đẹp lắm luôn nhá. Ai lấy comment cho mã pin xanh. Rồi em lên một con tết cam. Trời ơi, một con tết màu cam. Rồi tết cam này em có size M và size L. Lên cho mã tết cam cho em nhá, tranh thủ các chị ơi. Tết cam em có size M và size L cho em. Lên cho mã tết cam kèm size M hoặc L cho em nhá. Màu này màu cam. Trắng này có M. Ai lấy comment nhanh tay cho em, không có đâu, hay lại size lâu lâu rồi mình có thử size các chị ơi. Rồi tết cam kèm size M hoặc L. Ai lấy comment nhanh tay cho em ạ. Đi xanh Phạm Lan. Rồi tết cam kèm số điện thoại cho em nhá. Tết cam size M hoặc là size L. Chị nào lấy comment cho là mã tết cam kèm size cho em này. M hoặc là L nha mọi người ơi. Ai lấy comment nhanh tay cho là mã tết cam kèm size M hoặc L. Rồi con này bạn đẹp bài trái họ chép luôn này. Con này giống hình như giống con màu vàng á. Rồi con này size L. Tết cam size L có. Nên tết cam size L nha, có nha. Các chị chốt hàng lại kèm số điện thoại. Tết cam size L Thủy Thị Kim à, Thủy Thị Kim Phạm. Rồi con này size L 53kg quay đầu mặc vừa. Ai lấy con này có bên cho mã hồng sen. Size L nha các chị ơi. 53kg quay đầu mặc vừa. Tết cam có đủ xe XML luôn mới đau chứ. Ai lấy cái bên nhanh tay cho mã tết hồng sen. Tết cam size M Ngọc Tuyền. Rồi ai lấy cái bên nhanh tay cho mã hồng sen nha. Size L 53kg quay đầu eo 76 đổ lại mặc vừa cho em nhá. Ai lấy cái bên nhanh tay cho mã hồng sen. Quá đẹp luôn. Cổ cao 2 phân. Rồi hồng sen size L 53kg. Hồng sen Selena Trương Dồn Đơn. Rồi cái này size M này các chị này, siêu đẹp nhá. 50kg quay đầu eo 76 độ làm vừa cho em nhá. Rồi size M này, lên cho mã đen. Mã đen nha các chị ơi, size M 50kg quay đầu. Ai lấy chút nhanh tay cho mã đen. Mã đen kèm số điện thoại cho em nha, size M nha các chị ơi. Lấy chút nhanh tay cho em ạ, mã đen cho em nhá. Đen kèm số điện thoại size M 50kg quay đầu, lấy chút cho là mã đen. Mã đen kèm số điện thoại cho em nhá. Rồi cái này là size S này các chị này. Size S nha. 48kg quay đầu eo 70 độ lại mặc vừa cho em này. Lấy comment cho mã trắng này. Xin chưa? Trắng nhá, trắng sen nhá. Size 48kg quay đầu eo 70 độ lại mặc vừa. Lấy chút nhanh tay cho em ạ. Mã trắng kèm số điện thoại cho em nhá. Trắng size S ạ. Ai lấy comment cho mã trắng nhá. Rồi con này đẹp quá. Size XL. Size XL. Eo 8 size S thôi. Tết cam em chỉ còn size S thôi chị ơi. Size S và size M còn mà. Tết cam lại còn size M. Hết rồi chút rồi. XL, cái lạng M chắc là size XL. XL eo 80 đổ lại một vừa. Lên cho mã hồng phấn này. Size XL eo 80 đổ lại một vừa cho em nhá. Rồi lấy comment cho mã hồng phấn này. Hồng phấn kèm số điện thoại cho em ạ. Size XL eo 80 đổ lại một vừa. Lấy chút nhanh tay cho mã hồng phấn kèm số điện thoại cho em nhá. Size XL eo 80 đổ lại một vừa cho em. Rồi lấy cho em là mã hồng phấn. Chút ai đọc to lên. Hồng phấn kèm số điện thoại. Mã trắng size S cho chị Hiệp Anh. Rồi hồng phấn là size XL, ai lấy comment cho mã hồng phấn giúp em nhá. Rồi cái này size XL là cái gì nè? Size XL eo 80 độ lại một vừa cho em nhá. Size XL eo 80 độ lại một vừa. Lấy con này comment cho là mã beo. Trời ơi, con này là đàn beo rất là lạ nhá. Size XL eo 80 độ lại một vừa. Lấy comment cho là mã beo. Beo kèm số điện thoại cho em nhá. Size XL eo 80 độ lại một vừa. Lên cho mã beo. Mã beo kèm số điện thoại cho em ạ. Siêu đẹp nhá. Mã beo. Mã beo kèm số điện thoại size L, size XL eo 80. Hồng phấn của chị Lê thì anh Loan. Rồi mã beo size XL nhá. Ai lấy comment cho mã beo. Trời ơi. Vô sạc. Một con họa tiết vô sạc cực kỳ đẹp luôn. Rồi em có size S và size M cho em. Lên cho mã xanh lá nhá. Xanh lá kèm size S và M cho em. Lên cho mã xanh lá kèm size S và M. Xanh lá kèm size S và M cho em nhá. Lấy chút nhanh tay cho mã xanh lá này. Trời ơi đẹp quá trời ơi. Xanh lá kèm size S và size M cho em. Chị nào lấy comment nhanh tay cho em ạ. Xanh lá kèm size S hoặc M. Lấy chút nhanh tay cho em nhá. Xanh lá kèm... Beo Hưng Thái. Xanh lá kèm size S hoặc M. Chị nào lấy chút nhanh tay cho em ạ. Xanh lá kèm size S hoặc M cho em nhá. Rồi một con gì ạ bẻ gì Tâm. Gì mà gồng mình đồ ghê vậy. Cái này là size 2XL eo 85 đổ lại một vừa cho em nha. Size 2XL. Xanh lá màu Phạm Lan. Cái này size 2XL eo 85 đổ lại một vừa. Size 2XL eo 85 đổ lại một vừa cho em. Cổ cao 2 phân này. Rồi lên
85 đổ lại một vừa. Lên cho bên em mã số 01 kèm số điện thoại cho em ạ. Hàng có khổ rất là ít nhá, các chị tranh thủ nhá. Rồi xây cái lời 2 cái lời em 85 đổ lại một vừa. Lên cho mã số 01 kèm số điện thoại cho em nha. 01 kèm số ha. Tết cam hả? Nặng 48kg thì sẽ ép được. 48kg thì mà sẽ ép là được rồi nhé chị ơi. Đây này, sẽ ép là mấy thì lên số điện thoại cho em nha. Rồi con này ạ, size thì đây size S, 48kg quay đầu mặc vừa đây. Rồi con này size M luôn nhá, sẽ ép size M mặc vừa. 50kg quay đầu eo 73 đổ lại mặc vừa lên cho mã cam. Size M, size S nha, nhưng mà chị này tầm 50kg quay đầu mặc vừa nhá. Lên cho mã cam. Mã cam kèm số điện thoại cho em ạ. À, lấy trên tay cho em nha. Chị Đào Mai ơi, chị cho em mã số nào? Xanh lá, xanh lờ của chị cái gì mà con... Ngọc Tuyền. Ngọc Tuyền đúng không? Xanh mờ hả? Xanh mờ chị Ngọc Tuyền. Đào Mai chúc hàng lên số lại cho em nè. Mã 01. À Ngọc Tuyền ơi, hết xanh mờ rồi nha. Mã 01 là đó, đó. Rồi cái này, có lại một con bi cho em nha. Xinh đẹp nha. 01 Thương Thái. Rồi con này ạ, size M 50kg đổ lại mặc vừa lên cho mã cô ba. Trời ơi đẹp chưa, size M 50kg quay đầu mặc vừa cho em nhá. Hôm nay em like rất là chậm nên mọi người nghe kỹ cho em nhá. Size M 50kg quay đầu mặc vừa lấy chút nhanh tay cho mã cô ba. Cô ba size M nhá chị ơi, lên cho mã cô ba. Cô ba kèm số điện thoại cho em nè, đến hồng nè. Đào Mai có đơn này, chốt hàng lên lại số cho em nè chị ơi. Mọi người ơi, chốt hàng lên chú ý lên số đúng giúp em rồi nhá. Rồi tết hồng em có size M và size L. Lên cho mã tết hồng kèm size M hoặc L cho em nhé. Tết hồng kèm size M hoặc L. Quá đẹp luôn. Màu nào cũng đổ, màu nào cũng là tết hết. Rồi tết hồng kèm size M hoặc L. Ai lấy comment lên tay cho mã tết hồng nhé. Tết hồng size M hoặc size L cho em ạ. Hồng này hồng hồng đổ rất là, nói chung là chụp hình thì ba nổi ba đẹp rồi. Rồi lên mã tết hồng kèm size M hoặc L. Tết hồng kèm... hết rồi. Rồi tết hồng kèm size màu hoặc L cho em nha. Rồi bên một con màu nâu. Đào Mai ơi, chị có chốt con nó không thì báo em một tiếng đi chị ơi. Rồi ba là size màu cho em nha. Có ba xương phạm. Cô ba em chốt chị xương phạm. Rồi có này. Trời ơi đẹp quá, size màu 50kg quay đầu eo 73 đổ lại một vừa cho em. Con này không đẹp thì con nào đẹp đây? Lấy cái bên trà mã nâu. Không, cô ba size khác. Rồi lấy cái bên trà mã nâu cho em nha. Cô ba kia có sẵn cái lờ rồi. Em còn sẵn lên lờ thôi chị Liên Lê ơi. Không, cái này thì mã khác. Mã nâu, mã nâu size M 50kg đổ lại vừa cho em nhá. Lấy trước đây là mã nâu. Mã nâu kèm số này 3SL hả chị? Cô ba em có size L, chị nào lấy thì comment cho là mã cô ba size L giúp em nhá. Mã nâu size M chị nào lấy chốt nè. Size 2XL 85 đổ lại vừa cho em lên cho mã bi hồng. Size 2XL eo 85 đổ lại mặc vừa cho em nhá. Rồi mã bi hồng kèm số điện thoại này. Ủa tết hồng không ai chốt à? Tết hồng đẹp vậy mà các chị không chốt hả? Tết vàng này còn sót lại một em XL này. Em XL eo 80 đổ lại mặc vừa cho em nhá. Tết vàng sẽ XL eo 80 đổ lại mặc vừa. Lấy comment nhanh tay trên là mã tết vàng. Tết vàng cho em nhá, sẽ XL nâu. Nâu của chị Lâm Vũ. Mã tết vàng kèm số điện thoại này. Tết vàng sẽ XL eo 80 đổ lại mặc vừa. Lấy comment là mã tết vàng nha. Tết vàng kèm số cho em nè. Rồi con này size S này các chị ơi, siêu đẹp nha. Con này đơn giản nhưng mà cực kỳ đẹp luôn. Size S 48kg quay đầu eo 70 đổ lại mặc vừa lên nha. Mã đỏ này xinh chưa, size S nha. Chị nào 50kg quay đầu mặc vừa luôn. Ai lên comment là mã đỏ cho em nha. 48kg quay đầu eo 70 đổ lại mặc vừa. Lấy trước nhanh tay cho là mã đỏ. Mã đỏ kèm số điện thoại cho em nha. Xót lại một em Ngọc này. Mã đỏ kèm số này. Ai lên comment nhanh tay cho em nha. Một con màu hồng đào, con này là phối ngọc viền quanh cả áo nhá. Con này em nhập vào rất là cao luôn. Rồi 170k đây cho mã ngọc size M 50kg đổ lại một vừa cho em nhá. Size M 50kg đổ lại một vừa lấy trước đây là mã ngọc. Đỏ S Lan Khan Anh. Mã ngọc kèm số điện thoại cho em nhá. Size M 50kg đổ lại một vừa lấy trước trên tay cho là mã ngọc. Mã ngọc size M 50kg đổ lại một vừa lấy trước trên tay cho em nhá. 170k. Ok, Liên Lê có cô ba nè. Sư Phạm có cô ba luôn nha. Rồi mã ngọc kèm số điện thoại cho em nhá. Mã ngọc size M nha. Ai lấy comment lên tay cho mã ngọc. Mã ngọc kèm số điện thoại cho em này. Rồi lên cho các chị một bộ cách tân nha. Màu vàng này thì quá đẹp rồi. Tết vàng của chị Lâm Vũ. Lan Thanh Anh chốt hàng lên số size S48kg quay đầu mặc vừa cho em nha. Cách tân vàng nguyên bộ. Lan Thanh Anh lên số rồi mà. Ở phía trên á. Đỏ. Rồi ai lấy cái này comment nhanh tay cho là mã. Mã cách tân vàng cho em nguyên bộ 189k size S nhá. 48kg quay đầu em. Cho hàng lên số ạ. Ai lấy comment nhanh tay cho là mã cách tân vàng cho em nha.
bóng ăn tèo. Chỗ này lên số điện thoại cho em nhá. Dám dám không cho nó xé một cái miếng dám thôi cho nó. À lên cho mình ra mã cái tên vàng cho em sẽ ép nhá. 18kg quay đầu mặc vừa cho em ạ. Nguyên bộ 189k. 189k lên ra mã cái tên đỏ cho cái tên vàng. Rồi đỏ đá 4 tà siêu đẹp nè. Anh bóng ăn tèo. Size 2KL eo 85 đổ lại một người cho em nhá. Size 2KL hàng 4 tà chi phong rất là đẹp luôn. Và chung hàng này em không cần phải nói nhiều nữa, các chị nhận hàng và biết nhá. Rồi bình thường em bán hàng này trên 300k, sale các chị với giá 279k. Mã đỏ đá 279, size 2KL eo 85 đổ lại một người cho em ạ. Mã đỏ đá 279k. Và cách tân Mỹ Tuyến chốt hàng lên số nào. Mọi người ơi, mọi người chốt hàng mã chốt hàng mã kèm số điện thoại giúp em nha. Trời ơi, chứ không không. Chốt hàng lên số mọi người ơi. Rồi các bạn, cái tên xanh kèm váy liền váy như thế này nhá. Tư bé. Cái tên váy chị Tư bé. Tay cái đồ eo 80 đổ lại một người lên cho mã cái tên xanh cho em 189k. À, vậy đó hả? Đi rồi. Tay cái đồ eo 80 đổ lại một người lên cho mã cái tên xanh cho em nhá. 189k mã cái tên xanh, 189 mã cái tên xanh kèm số cho em nè. Rồi mã cái tên xanh đỏ đá đẹp phẩm các chị không chốt 279k. Rồi cái này size M cho em nhá. Size M 50kg quay đầu, eo 73 độ lại một vừa. Đỏ này hả? Ai lấy cái này đỏ đá của chị Phương Thái. Lấy cái này cái bên trong mã hoa trắng cho em nhá. Hoa trắng size M 50kg độ lại một vừa, lấy chút nhanh tay cho em ạ. Hoa trắng kèm số điện thoại cho em nhá. Bị Tuyến là cái gì, cái tâm cái gì này này. Hết rồi, cái đó của chị Thư bỏ rồi. Em mệt quá, Thư bỏ. Chốt hàng. Ai lên cho bên nhân tay cho hoa trắng size M 50kg đổ lại vừa cho em nha. Hoa trắng kèm số này. Rồi lên cho các chị một con hàng thiết kế bao xịn sò luôn nha. Trời ơi, con này xịn sò lắm luôn. Rồi con này ạ, size L 53kg quay đầu eo 76 đổ lại vừa cho em nha. Con này không đẹp, không xa, không lấy tiền các chị luôn. Rồi, theo đồng giá các chị 279k. 279k lên cho mã xanh đá nha, size L 53kg quay đầu eo 76 đổ lại vừa cho em ạ, xanh đá. Ok ok. Xanh đá 279k kèm số điện thoại cho em nhá. Xanh đá size L. 279k. Bên nào cho hàng lên số đi chị ơi. Hình như ta nghe là giống như có đơn rồi ạ. Có rồi. Rồi mã hoa trắng của chị Bích Hà. Rồi size 2KL eo 85 đổ lại một vừa lên cho mã đỏ sen. Size 2KL eo 85 đổ lại một vừa lên cho mã đỏ sen nhá. Đỏ sen ạ, size 2KL. Eo 85 đổ lại một vừa lên cho mã đỏ sen. Đỏ sen kèm số điện thoại cho em nhá. Đỏ sen kèm số này. Rồi lên một con hồng dâu siêu đẹp này. Một con hồng dâu siêu đẹp các chị ơi. Rồi cái này dành cho các chị size S size M mặc vừa cho em nhá. Size S size M mặc vừa lên cho mã hồng dâu các chị cho các chị với giá 219k. 219k mã hồng dâu. Ai lên cái bên nhanh tay cho mã hồng dâu cho em nhá. 219k mã hồng dâu 219 kèm số điện thoại cho em ạ. Size S size M mặc vừa. Hồng dâu 219k kèm số điện thoại. Ai lấy chiếc nhanh tay cho mã hồng dâu cho em. Chị Hương Thái ơi, chị chốt cái con mã xanh thiết kế đúng không chị? Chứ làm gì có mã thiêu chị. Rồi mã xanh của chị Hương Thái này. Rồi cái này size M cho em nhá. Size M 50kg đổ lại một vừa cho em. Lên cho mã cá chép nhá. Quá đẹp luôn, size M 50kg đổ lại một vừa. Lên cho mã cá chép. Cá chép size M 50kg đổ lại một vừa. Lên cho mã cá chép này. Cực kỳ đẹp luôn. Cá chép size M 50kg đổ lại một vừa, chút cho mã cá chép kèm số điện thoại cho em nhá. Hồng dâu 219 của chị Hương Thái luôn. Rồi lên một con đồng này, trời ơi, một con màu đồng siêu sang luôn. Cái này size 2KL. Eo 85 đổ lại một vừa cho em, size 2KL. Eo 85 đổ lại một vừa. Lấy con này chút nhanh tay cho em ạ, mã đồng. Các chị nhìn vào, so sánh với những cái hàng người ta nhá. Hàng này em đính kết đá này các chị này. Nói chung là đá xịn, nhìn vào là sáng mắt luôn. Và đính kết rất là nhiều luôn. Và có cả bông chân hàng 4 tàng. Lên cho mã đồng hàng này ở ngoài không bao giờ các chị mua được dưới giá 300 đâu. À lên từ bên nhân tay cho mã đồng 279k nhá, size 2KL. Lên cho mã đồng 279 nè. Rồi lên một con xanh đen này các chị này. Trời ơi, nói chung là mấy cái hàng đá này thiệt tình luôn. Mặc một con là giá trị đồng tiền luôn, size 2KL. Eo 85 độ là một người cho em. Trời ơi, nó đỉnh kết. Cá chép của MC Thu Hiền. Rồi xanh đen kèm số điện thoại cho em nhá, size 2KL. Eo 85 độ là một người. Rồi lấy cái bên trong mã xanh đen kèm số điện thoại cho em nha các chị ơi, 279 này, size 2KL. Eo 85 độ là vừa, lên cho mã xanh đen nha. Từ nãy giờ chưa lên con là size to nha các chị đúng không? Một con test size to nha. Con này size 4XL, eo 100 độ là một vừa, size 4XL. Rồi một con hỏa tiết test này, size to này. Đồng Thùy Thị Kim Phạm còn đơn.
À lên bây giờ mã tết cho em nhá. Size 4XL 100 đổ lại một vừa lấy chiếc ngay tay cho. Cho ràng lên số nha Nguyễn Thanh ơi. Rồi mã tết kèm số điện thoại. Rồi ngang Nguyễn Thanh size nhà này. Rồi mã tết size to nha. Rồi cái này size L 53kg quay đầu eo 76 đổ lại một vừa cho em size L nha. Trời ơi đẹp chưa các chị ơi. Chị nào mà trắng trắng sang sang hốt liều con này cho em lên cho mã nâu. Mã nâu nha size L 53kg quay đầu eo 76 đổ lại một vừa. Lấy chút nhanh tay cho em ạ, nâu kèm số điện thoại cho em nha. Lấy chút nhà mã nâu, nâu kèm số điện thoại cho em ạ. Chốt là chị ơi. Mấy chị ơi, em chốt hàng mấy chị không nghe rõ à, em có đọc tên rồi mà. Em chốt hàng đọc tên từng người rất là to nên mọi người cố gắng ghi kỹ cho em nha. Rồi con này size S này, màu đá này, màu đá không? Sang đây là nó qua mã khác rồi, tìm được các chị chốt mã khác cho em nha. Tại vì tính kết nó khác nhau không giống. Size S size M mặc vừa. Ai lấy con này comment nhanh tay cho em nha. Trời ơi, đỏ dâu này, hàng này đuôi lê nhẹ nhá. Đẹp lắm luôn, sale các chị 219k mã đỏ dâu nhân tay em chỉ còn 1-2 con dâu nên em sale rốt này. 219k mã đỏ dâu cho em nha, siêu đẹp luôn, 219k sẽ SM mặc vừa. 219k, ai lấy comment là mã đỏ dâu 219k, không đẹp không lấy tiền các chị luôn, đuôi lê nhẹ nhá. Hàng này đi thuê không là 300 ngàn một lần rồi. Rồi 219k, đây xanh đen nhá, nhưng mà tính kết thiết kế nó rất là khác luôn. Và con nào thiết kế cũng rất là tinh tế và sang cho em nhá. Size L. Đỏ dâu của chị Mỹ Tuyến. 53kg quay đầu nhá. Size L 53kg quay đầu eo 76 đổi lại một vừa cho em ạ. Thì mình tính luôn các chị mua 279k. Đỏ dâu 219k của chị Đỗ Tuyến nha. Nói 279k không ai tin. Đảm bảo các chị luôn. Rồi lên cho là mã số 01 cho em 279k size L. Đẹp không? Quá đẹp luôn các chị ơi. Size L 53kg quay đầu eo 76 đổi lại một vừa cho em. Mã số 01 279k mã số 01 nhá. 01279 kèm số điện thoại cho em ạ. Nhanh tay chị ơi, siêu đẹp nhá. Cuối năm rồi em sale chứ còn lời lãi thì tầm này. Rồi mã số 01279 chị làm lấy chút cho em nè. Rồi một con màu cam, một con màu cam đất nhá. Size 2XL. Eo 85 độ lại một vừa cho em ạ. Size 2XL eo 85 độ lại một vừa. Lấy comment cho mã cam size 2XL nhá. Eo 85 độ lại một vừa lên cho mã cam. Mã cam kèm số điện thoại cho em nhá. Size 2XL. Eo 85 độ lại một vừa. Mã cam. Mã cam kèm số cho em này. Rồi con này là size M cho em nhá. 50kg quay đầu. Eo 73 độ lại một vừa cho em. Quá đẹp. Sao mình kiếm tất. Hôm nay cái lô này về đẹp kinh á. Rồi ăn lớn cái bên tay tay cho mã đẹp nhá. Mã đẹp nhá. Chắc chị ơi size M. 50kg độ lại một vừa cho em ạ. Lấy chút nhanh tay cho em là mã đẹp. Mã đẹp kèm số điện thoại cho em nhá. Đẹp kèm số điện thoại này. Rồi em lên cho các chị một con màu xanh mơ này, con này 2XL này. 2XL eo 85 đổ lại một vừa cho em ạ. Rồi 279k mã xanh mơ. Size 2XL eo 85 đổ lại một vừa cho em nhá. Size 2XL eo 85 đổ lại một vừa lấy chút cho là mã xanh mơ cho em nhá. Cực kỳ đẹp luôn, bông chân 4 tả. 279k mã xanh mơ. Xanh mơ 279 kèm số điện thoại cho em ạ. Ai lấy chút nhanh tay cho em nhá. Xanh mơ 279k. Lấy comment cho mã xanh mơ cho em. 279k mã xanh bơ. Xanh bơ 279 kèm số điện thoại cho em này. Con này siêu lạ và đẹp luôn cho em nhá. Rồi con này dành cho các chị size size S size M mặc vừa. Size S size M mặc vừa. Rồi chị nào size S thì mặc đẹp hơn. Ai lấy con này cầm bên tay trả mã tay phòng 170k. Đẹp của ai? Linh Lê. Đẹp của chị Linh Lê. Ai lấy con bên tay mã tay phòng 170k. Size S size M mặc vừa. Tay phòng 170k. Ai lấy comment nhanh tay cho em nha. Siêu đẹp luôn. Tay phòng 170k. Tay nó làm rất là kỹ luôn. Giống như một cái tay áo sơ mi luôn nha các chị ơi. Tay phòng. Đây. Mã xanh đá họa tiết là XL cho chị Nhung Hoàng. Con đó là size L không phải XL. Con đó là size L nha chị ơi. Size L nhá. Em còn nói nó kỹ luôn. Size L lấy thì ok cho em nè. Rồi tay phòng 170 size S size M mặc vừa. Tay phòng 170k duy nhất một con thôi, không có con nào thứ hai đâu. Rồi lên cho mã tay phòng Summer Phạm Nhi. Rồi cái này size M này, tết vàng còn sót lại một em size M. 50kg quay đầu nhá, size M 50kg quay đầu. Chào Vy cô 2. E76 đổ lại một em nhá. Tay phòng Chào Vy cô 2. Ai lên cái này comment cho mã tết vàng size M. 50kg quay đầu mặc vừa lên cho mã tết vàng. Quá đẹp các chị ơi, tết vàng nhá. Màu vàng bao giờ nó cũng rất là trắng da luôn. Rồi tết vàng size M 50kg quay đầu. Lấy comment cho mã tết vàng. Tết vàng kèm số cho em nhá. Tết vàng kèm số điện thoại này. Size M. Rồi lên của em size M nữa nè. 50kg quay đầu. Eo 73 đổ lại một vừa cho em nhá.
50kg quay đầu eo 73 đổ lại một vừa lên cho mã cô ba. Cô ba size M nha các chị ơi. 50kg quay đầu eo 73 đổ lại một vừa lên cho mã cô ba. Siêu đẹp luôn. Cô ba kèm số điện thoại cho em nha. Cô ba kèm số cái gì ạ? Rồi cái này size 2XL eo 85 đổ lại một vừa cho em nhá. Size 2XL eo 85 đổ lại một vừa cho em ạ. Một con tím đá siêu đẹp luôn nhá. 279k mã tím đá nhá các chị ơi. Size 2XL eo 85 đổ lại một vừa. Lên cho mã tím đá cho em này. 279k mã tím đá. Tím đá 279 kèm số điện thoại cho em nhá. Tím đá 279k. Chị nào nói chính là mã tím đá cho em. Tết vàng hả? Tết vàng của ai? Mai Phạm. Tết vàng của chị Mai Phạm. Tụi em còn mã tím đá này. Rồi cái tên xanh này cho em nhá. Cái tên này là rồi. Về các chị phối quần cho em nhá. Xây cái lò eo 80 đổ lại một vừa cho em ạ. 119k. Về nói chung là về cái này rất là dễ phối luôn. Các chị có một cái chân váy màu đen đơn giản là phối là đẹp nhá. Hoặc là quần đều đẹp luôn. Ai lên comment cho mã cái tên xanh xây cái lò eo 80 đổ lại một vừa cho em nhá. Cái tên xanh 119k. Cái tên xanh ok một... ok xung phạm nha. Cái tên xanh 119k kèm số điện thoại. Ai lấy chiếc nhanh tay cho em nha. Xây cái lò eo 80 đổ lại một vừa cho em nhá. Rồi 119k mã cái tên xanh 119 kèm số cho em nhá. Xây cái lò eo 85 đổ lại một vừa cho em. Xây 2 cái lò eo 85 đổ lại một vừa. Lấy con này comment cho mã hồng sen. Hồng sen size 2XL eo 85 đổ lại một vừa cho em nhá. Tím đá của chị Nguyễn Thị Nguyệt. Rồi hồng sen size 2XL eo 85 đổ lại một vừa cho em ạ. Rồi mã hồng sen kèm số điện thoại cho em nhá. Size 2XL eo 85 đổ lại một vừa cho em ạ. Đây ạ, con này size XL đây chị nào ơi. Nhưng mà kế hoạch tiết nó khác. Lai lại Nhung Hoàng. Chị Nhung Hoàng ơi, con này là size. Nó là size XL này. Họa tiết nó khác đi nhá. Nói chung nó không có con nào giống con nào đâu. Con này siêu đẹp luôn ấy. Rồi xây cái lò eo 80 đổ lại một vừa cho em nhá. Xây cái lò eo 80 đổ lại một vừa cho em ạ. Con này không đẹp thì con nào đẹp nhá các chị ơi. Nó em đã nói là để cái tâm xanh lan trần. Cái tâm xanh còn một con nữa nhá. Rồi ai lên comment cho em mã đẹp cho em nha. Xây cái lò eo 80 đổ lại một vừa cho em ạ. Mã đẹp cho em nha. Trời đẹp quá các chị ơi. Rồi 279k mã đẹp xây cái lò eo 80 đổ lại một vừa. Chắc cái chân còn con đó chị nào lại chốt. Tím đá của chị Nguyễn Thị Nguyệt rồi chị nha. Em chốt có chị rồi mà. Chị không nghe hả? Rồi em chốt rồi chị ơi. Có 3 kìa. Trời ơi. Có 3 L nha chị. À đâu. Một xuống phạm này em chốt rồi. Chốt rồi, chốt rồi. Rồi em còn mã đẹp nhá. Rồi kim sa đỏ này xem các chị 199 XL mã đẹp rồi. Như thế nào? Đây. Stella Chung. Rồi mã đẹp của Stella Chung. Size 2XL eo 85 đổ lại một vừa cho em. Hàng kim sa đỏ hôm nay giá các chị 199. 199 cho em ạ. Mã kim sa đỏ cho em nhá. Size 2XL eo 85 đổ lại một vừa cho em ạ. Rồi kim sa đỏ 199k. Kim sa đỏ 199k số điện thoại cho em nhá. Kim sa đỏ 199k. Thanh Nguyễn sau rồi nè. Kim sa đỏ 199 kèm số cho em nè. Rồi một con hồng tím cẩm cho em nè. Một con hồng hồng tím tím nhá. Con này size 3XL. Chị nào eo 90 đổ lại một vừa cho em. Size 3XL eo 90 đổ lại một vừa lên cho mã tím cẩm cho em nhá. Rồi mã tím cẩm này Nhung Mai nhà cái gì vậy? Mai nghĩ hả? 279k mã tím cẩm. Size 2XL eo 85 đổ lại một vừa cho em ạ. Tết từ ít được kỹ. 279k mã tím cẩm nhá. Tím cẩm 279 kèm số điện thoại cho em ạ. Tím cẩm 279 nè. Rồi con này size XL nha mọi người. Kim sa đỏ của chị Lan Trần nè. Rồi con này size XL eo chị nào 80 mặc vừa. Cho chị mà cái tân vàng 119 gì đây? Size 2. Rồi con này cho chị mà cái tân vàng. Cho con lúc nãy. Là em mua sổng giáo hòa. Rồi khác nhau không giống không? Kim sa đỏ em còn con khác sai khác nha chị ơi, mua thằng gió hả ơi. Rồi con này cho chị mà cái tân vàng 119.000. 119k cho chị mà cái tân vàng. Cái tân vàng 119k và kèm vô số cho em nè. Rồi kim sa đỏ em còn mẫu khác nè mọi người. Con này sai gì đây? Con này dưới nó là sai gì đây? Sai đây này. Kim sa đỏ đó là sai gì bé? Sai 2X. Rồi tím cẩm Trương Thu Thủy cho hàng lên số cho em này. Cô ấy, con này hồi nãy là sai gì đấy cô ấy?
Rồi con này size 3 XL. Ok ok, đưa cô Thủy này, tím đá này nha, tím. Rồi size 3 XL, eo chị nào 90 mặc vừa. Chốt cho em là số 01 119k. À lộn, 199k, lộn em lộn. 199k chốt cho em là số 01. Rồi size 3 XL nha mọi người nha. Size 3 XL. 3 XL eo chị nào 90 mặc vừa chốt cho em là số 01 199.000. 199k chốt cho em là số 01. Cái tân vàng chị Lan Trần đúng không? Chốt cho em là số 01. Rồi lên giúp chị một con hẹn gửi đấy. Rồi con này size XL cho em này mọi người. Rồi xả các chị 229 229.000 chốt cho em là xanh lưới. Xanh lưới 229 kèm số điện thoại cho em size XL. Eo chị nào 80 mặc vừa chốt cho em là xanh lưới 229.000 nha. 229k con này thôi. Chốt cho em là xanh lưới 229.000. Rồi size XL eo chị nào 80 mặc vừa chốt cho em là xanh lưới 229k nha. Rồi đây một con vàng hoa hồng, con này size 2XL, eo 85 độ lại mặc vừa cho em nha. Về các chị phối một cái quần đen là siêu đẹp nha, size 2XL, eo 85 độ lại mặc vừa lên cho mã hoa hồng cho em nha. Con 1 cho chị Lan Trần, size lưới cho chị Hương Thái. Rồi ai lên comment trên tay cho mã hoa hồng, size 2XL, eo 85 độ lại mặc vừa cho em ạ, 149k nha. Rồi mã hoa hồng cho em siêu đẹp luôn, ai lên comment cho em nha, hoa hồng. Rồi đây một con theo này, con này là size XL. Cái này hàng theo mẹ giả luôn, hàng 3D luôn. Rồi ok, có luôn chị ơi. Chị mặc size, chị mặc kim size đúng không? Size L em có luôn này chị ơi. Rồi cái này size gì quên mẹ? Size L. Rồi size L, XL. Size XL eo chị nào 80 mặc vừa chốt cho em mà xanh theo. Rồi size XL eo chị nào 80 mặc vừa chốt cho em mà xanh theo kèm lô số các chị ơi nha. Rồi chốt cho em mà xanh theo này, xanh theo kèm lô số cho em nha các chị ơi, chốt cho em mà xanh theo này size L. Eo 76 quay mặc vừa. Rồi lên giúp em mã theo, mã theo. Mà theo, chốt cho em mà theo này, mà theo cho chị Hương Thái này. Mà theo cho chị Hương Thái này. Rồi. Rồi con này size XL cho em này mọi người. Size đỏ em sợ không có size L rồi chị ơi, em còn size XL này. Rồi con này em có size XL thôi mọi người. Size XL em chị nào 80 mặc vừa nha. Rồi em 80 mặc vừa cho em ở số 02 mọi người ha. 199.000 cái chị nhìn cái phần họa tiết này. Rồi cho em mẹ. Con đó là 2XL. Rồi, mã xanh theo cái đó là hồng theo mà em nói lộn đó chị ơi. Rồi, con này lên xem em mã số 02. Mã 02 kèm luôn số các chị ơi, cho chị em mã số 02 199k. 199k mã 02. 02 199 mã kèm luôn số chị mà size XL em 80 mặc vừa nhá. Kim rồi, xe không có size L rồi chị Cường Huệ ơi. 02 kèm luôn số chị em ạ. Rồi lên cho chị một con nhỏ đô này. À con đấy là con xanh đen kim xe chị, từ từ em lên cho chị nhá. Rồi con này size màu cho em nè mọi người, siêu đẹp luôn cho em một con màu đỏ đô. Cho chị em mà số 05, size màu 50kg quay là mặc vừa. Từ từ rồi em lên nha mọi người ơi. Rồi size màu 50kg quay là mặc vừa, eo chị nào 72 đổ lại là mang đẹp. Kết hợp cho cái quần như em nó mặc nha mọi người ha, siêu đẹp luôn cho em mã số 05. Mã 05 kèm mua số cho em mà mọi người. Thủy Nguyễn 03 là cái này. 03 là cái này. Ờ. Rồi mẹ 03 cái này. Mẹ 03 cho chị Hiền Nguyễn à, 03 chị Hiền Nguyễn này. Rồi con này cho chị mã số 05. 02 Lan Trần. Rồi con này cho chị mã số 05. Mẹ 05 kèm luôn số cho em mọi người. Mẹ 05 cho chị Hương Thái dồn đơn. 05 cho chị Hương Thái dồn đơn. Rồi 05. Ủa chị Hiền Nguyễn ơi, cái con 02 03 đó là giống nhau nha chị. Rồi con này size XL cho em mọi người. Size XL eo chị nào 80 mặc vừa cho em ạ. Lên xem em mã cam 199.000 con này, cho chị em mã cam và kèm luôn số cho em nha. Rồi con này size XL eo chị nào 80 mặc vừa cho chị em mã cam. Các chị nhìn cái phần kim sa cho em là siêu đẹp luôn nhá. Rồi con này cho chị em mã cam, mã cam kèm luôn số cho em 199.000 nha. 199k cho chị em mã cam, mã cam 199 và kèm luôn số cho em ạ. Cam 199 và kèm số cho em mọi người ơi, cho chị em mã cam 199.000 nha. 199.000 cho chị mà cam, mà cam mà kèm luôn số cho em ạ. Rồi lên một con màu vàng hàng 3D cho các chị này. Rồi con này size 2XL cho em ạ. Size 2XL eo chị nào 85 quay đầu mặc vừa nha. Rồi size 2XL eo chị nào 85 mặc vừa này cho chị mã vàng con này nhá. Rồi lên xem em mã vàng và kèm luôn số cho em ạ, cho chị mã vàng nhá. Họa tiết là hoa này, họa tiết là hoa như kiểu dạng hoa gì ta gọi là hoa gì này. Rồi mà 02 em nhé, 02 và 03 nó như nhau mà. Rồi, con này cho chị mã vàng nha mọi người, size 2 XL eo 85 mặc vừa cho chị mã vàng cho em nha. Rồi lên xem mã vàng là mã vàng kèm luôn số cho em mà cho chị mã vàng nha. Mã vàng và kèm luôn số cho em và có size nhỏ luôn chị Lê Hà. Có size đen luôn, 85 nó có size đen luôn. Rồi lên cho chị
một con xanh đen này các chị này, có khoai nhí luôn chị ơi. Rồi con xanh đen này là size M cho em này, chị nào mặc size M nha. 50kg quay đầu mặc vừa này, 50kg quay đầu mặc vừa này cho chị em mặc 10 nha. 50kg quay đầu mặc vừa cho chị em mặc 10, 199.000 nha. 199k cho chị em mặc 10 này. Con này các chị có thể mua về tặng cho mẹ hoặc là tặng cho dì cô này. Trời ơi cực kỳ đẹp luôn. Mã vàng chị An Nhiên. An Nhiên mã vàng. Rồi con này cho chị em mặc 10 nha. Mọi người size M 50kg mặc vừa cho chị em mặc 10 nha. Đó nha chị ơi, theo dõi like cho em sẽ lên từ từ nha. Rồi lên cho em mã 10, mã 10 và kèm luôn số cho em và cho chị em mã 10 nha. Mã 10 và kèm số điện thoại cho em ạ. Rồi em lên hoa nhí cho các chị này. Con này hoa nhí đỏ cho em này. Rồi hoa nhí đỏ con này là size, để em coi đã. Rồi con này size chữ L cho em, size 2 chữ L cho em này, con này size to. Trời ơi con này size cực kỳ to luôn, size 2 chữ L. Rồi mã 02, mã 02, mã 02 chị mặc size chữ L. Rồi okay, con này okay, cho chị em mặc hoa nhí nha mọi người, cho chị em mặc hoa nhí size 2 chữ L. Yêu chị nào 85 quay đầu mặc vừa cho chị em mặc hoa nhí nha. Hoa nhí và kèm luôn số cho em size 2 chữ L. Yêu chị nào 85 quay đầu mặc vừa cho chị em mặc hoa nhí này. Hoa nhí kèm luôn số cho em mặc cho chị em mặc hoa nhí này. Rồi xanh đen size L này, em coi đã chị ơi, xanh đen size L. Có đi nữa. Vô hết. Rồi xanh đen hả, để em coi đã chị yêu ơi. Xanh đen bây giờ em chỉ có size XL thôi chị nè. Size XL, size M rồi, có size L này chị nè. Rồi Nguyễn Thị Lan này, Nguyễn Thị Lan nó các ok cho em nè mọi người. À ok cho em nha chị nè. Rồi em có size L, được thì ok cho em chị nha. Rồi lên cho chị nè. Hoa nhí sao để lên size to này ra. Rồi lên hoa nhí nè mọi người. Rồi hoa nhí size S nè mọi người, hoa nhí size S nè. Rồi con này size S cho em nha các chị ơi, cho chị em mã hoa đỏ đây. Rồi lên cho em mã đỏ đi, mã đỏ kèm số điện thoại cho em này size S nha. 40-48kg là mặc vừa này, cho chị em mã đỏ đây. Rồi 40-48kg mặc vừa, con này S M đều được hết cho em nha. Rồi chung thì từ 40-50kg mặc đều hết cho em nha các chị ơi này. Tại vì nó giãn nhẹ nha, S M đều mặc đẹp cho em. Rồi hoa nhí 2 chữ L mùa thu gió hoa này. Mưa thuận gió hoa. Rồi cái này size M đều đẹp cho em mọi người, cho chị em mã hoa đỏ này, mã đỏ nhá. Mã đỏ và kèm luôn số cho em mã cho chị em mã đỏ đây. Có kim sa size S không? Kim sa. Em bên em chỉ có là kim sa là size M là nhỏ nhất thôi chị ơi. Cái này cho chị em mã đỏ này, mã đỏ và kèm luôn số cho em size S M đều đẹp hết mọi người nhá. Rồi cho chị em mã đỏ này, mã đỏ và kèm luôn số cho em các chị ơi, cho chị em mã đỏ này em sẽ kiếm hoa nhí cho các chị. Nếu mà các chị thích hoa nhí thì em sẽ kiếm hoa nhí cho các chị này. Nguyễn Thị Lan ơi, con xanh đen mắt size L chị có ok không chị ơi? Lấy thì ok cho chị Nguyễn Thị Lan Lào Cai ơi, lấy thì ok cho em này. Ok ok chị nè, chị lấy là chắc là chị lấy con xanh đen này đúng không? Mai có gì? Rồi con này siêu đẹp luôn trên này, con này là size chữ L nha mọi người. Size chữ L chị nào 80 mặc vừa nha. Rồi size chữ L chị nào 80 mặc vừa cho chị màu hồng. Một con đồ hồng tết siêu đẹp luôn cho chị màu hồng này. Rồi ok chị này, ok chị Nguyễn Thị Lan Lào Cai kìa. Rồi con này cho chị em mã hồng và kèm luôn số cho em và cho chị em mã hồng nhá. Hồng và kèm luôn số cho em, con này là size chữ L em chị nào 80 mặc vừa cho chị em mã hồng nhá. Mã hồng và kèm luôn số cho em này. Dạ mẫu nặng 1m55, cân nặng 45kg cho em này. Rồi, rồi mã đỏ đây. Cái mã đỏ đó size S M chị đọc. Lê Hà. Lê Hà lấy hả? À, đúng rồi. Lê Hà mặc size M mà. Rồi okay. Mã đỏ cho chị Lê Hà này, mã đỏ chị Lê Hà nha. Rồi con này size 2 cho em này, con này là size to nha. Rồi size 2 chứ là yêu chị nào 85 mặc vừa cho chị mặc tím con này. Lên giúp em mặc tím mọi người ơi, cho chị mặc tím nha. Mặc tím, mặc tím, mặc tím kèm số này. Rồi mã đỏ set là cái gì? Rồi con này cho chị mặc tím mọi người ơi, size 2 chứ là yêu 85 mặc vừa cho chị mặc tím con này nha. Sau cho chị mặc tím, mặc tím kèm luôn số cho em ạ. Rồi cho chị mặc tím này. Quay lại mặc vừa cho chị Mạng Ngọc nhá, Mạng Ngọc xin.
siêu đẹp luôn nè. Sai bằng 10 thì quay đầu. Cái mặt cho em mặc tối thiểu tìm bộ 6 hoa có thuận 6 hoa này. Rồi cái này cho chị em mặc màu hết em nào. Mặc vào cái số cho em cho em nào. Rồi lên cho chị một con màu vàng này, màu vàng kim sa mọi người nha. Rồi một con màu vàng kim sa siêu đẹp này. Rồi con này là size 2, size XL cho em ạ. Em chị nào 80 mặc vừa nha. Em chị nào 80 mặc vừa. Cho chị mã vàng kim sa này, vàng kim sa em hết hàng theo rồi chị này. Rồi con này cho chị mã vàng kim sa 199.000 mã ngọc cho chị em bóng anh tèo. Rồi con này cho chị mã kim sa. Một con size M này đây, mã ngọc em hết rồi này. Size M 50kg quay đầu mặc vừa cho em mà 50kg quay đầu mặc vừa nha. 50kg quay đầu mặc vừa này cho chị em mã số 02 kèm luôn số trên này 50kg quay đầu nha. 50kg quay đầu mặc vừa cho chị em mã số 02 này. Mã 02 kèm luôn số trên siêu đẹp luôn các chị ơi, cho chị em mã số 02. 50kg quay đầu mặc vừa cho chị em mã số 02. Mã 02 kèm luôn số trên em 72 quay đầu làm em vừa cho em nha. Rồi cho chị em mã số 02. Mã 02 kèm luôn số trên mã 50kg quay đầu. L72 quay đầu mặc vừa cho chị mặt số 02 này. Mã 02 kèm luôn số các chị ơi, cho chị mặt số 02 này. Mã 02 kèm luôn số rồi lên cho chị một con hoa nhí này. Một con hoa nhí con này là size mã vàng kim sa cho chị Nguyễn Ngọc Liên Bích ạ. Nguyễn Ngọc Liên Bích mã vàng kim sa này. Rồi con này là size XL cho em L80 mặc vừa nha. L chị nào 80 quay đầu mặc vừa này cho chị mặt đều. Rồi L80 mặc vừa cho chị mặt đều kèm luôn số cho em này cho chị mặt đều. L80 mặc vừa cho chị mã đều này. Mã 02 thì Nam Nguyễn cho hàng lên số trên này. Rồi cho chị mã đều. Mã đều kèm luôn số trên cho chị mã đều. Rồi lên cho mẹ mã đều. Mã đều kèm luôn số trên và cho chị mã đều nha. Ok thì Nam Lê nè, thì Nam Nguyễn nè. Không chị ơi, bây giờ mà nghĩ lại là Tết không có thịt heo ăn được. Phải là cho tới cùng chứ không là không có thời gian ăn Tết. Còn 2 ngày nữa, còn bao nhiêu ngày nữa, 3 ngày, 4 ngày nữa. Ráng cày chị ơi. Rồi con này size L L76 quay đầu mặc vừa cho chị em đỏ nha. Rồi con này size L L76 quay đầu mặc vừa cho chị em đỏ. Kèm luôn số cho em hoa tiết hoa này các chị nhìn này. Siêu đẹp luôn cho em, siêu đẹp nha. Chị của siêu phẩm luôn này, trời ơi đẹp quá các chị ơi. Rồi cho chị em này lên giùm em mặt đỏ nha. Mặt đỏ kèm luôn số cho em này cho chị em mặt đỏ nha. Rồi con này chị nào L76 quay đầu mặc vừa. L76 mặc vừa cho chị em mặt đỏ siêu đẹp luôn. Size L đúng duy nhất một con. Chị Bảo ơi, cho chị em mặt đỏ này. Mặt đỏ bà kèm luôn số cho em nha. Chị Bảo ơi, nhận hàng bên em cho chị Bảo ơi. Rồi mặt đỏ này, mặt đỏ kèm luôn số mọi người nha. Rồi cho chị em mặt đỏ. Rồi lên một con test cho các chị này, mã đỏ chị Hương Thái dồn đơn này. L đỏ em hết rồi này, L đỏ em hết rồi nha. Rồi em hết đỏ này, em còn mã khác mọi người nha. Rồi con này siêu đẹp luôn cho em là size 2 chứ L, một con test siêu đẹp này. Rồi con này size 2 chứ L, L chị nào 85 quay đầu mặc vừa. L chị nào 85 quay đầu mặc vừa này cho chị em mã test kèm luôn sổ cho em. Vì một tương lai bánh test có nhân thịt chị ơi. Rồi mã đỏ em hết rồi nè. Rồi cái này size 2 chứ L chị nào 85 quay đầu mặc vừa cho chị em mã test này. Mã test kèm luôn số các chị ơi, cho chị em mã test và kèm luôn số cho em siêu đẹp luôn. Rồi size 2 chứ L chị nào 85 mặc vừa. Đúng duy nhất, còn đúng sót duy nhất một con này thôi các chị ơi nhá. Cho chị em mã test kèm luôn số cho em mã đỏ em hết rồi này. Rồi cho chị em mã test mọi người lên cho em mã test này. Mã test kèm luôn số cho em nhá. Rồi em coi nó đỏ còn không nhá. À 149k một áo, 3 áo là 139k nha. Rồi em cảm ơn chị Ngọc Bích nha, em cảm ơn chị nhiều nha. Em vẫn còn mã Tết nha mọi người ơi, mã đỏ em hết rồi nè. Lên cho mấy chị một con màu trắng. Con này là có size XL thôi. Có size XL, em có 2 cái này. Ai chốt cái này lên cho em mã trắng size XL, em 80 quay đầu, 60kg quay đầu mặc vừa. Ai chốt cái này lên cho em mã trắng kèm số điện thoại. Trắng kèm số điện thoại XL, em 80, 60kg quay đầu mặc vừa. L80 quay đầu là mặc vừa, 60kg quay đầu cho em nha mọi người nhá. L chị nào 80 quay đầu là mặc vừa cho em mà trắng và kèm luôn số cho em size XL. L chị nào 80 mặc vừa nhá. Nói chung chị nào có khoảng từ 55 tới 60kg đều ok hết cho em nha. Rồi con này chị nào cho em mà trắng và kèm
Lưu số cho em size L. Em chị nào 80 mặc vừa cho chị mặc trắng á, mặc trắng và kèm lưu số mọi người lên cho em mặc trắng á. Mặc trắng và kèm lưu số cho em ạ. Rồi lên cho chị một con hình lạ này. Rồi con này siêu đẹp, siêu đẹp luôn nha mọi người ha. Con này họa tiết cực kỳ lạ cho em, chị nào mà mặc size hốt liền con này cho em ha. Rồi size S này 40-48kg mặc vừa cho em ạ, cho chị em mặc đẹp nhá. 40-48kg là mặc vừa cho chị em mặc đẹp và kèm lưu số này. Trời ơi sao mà đẹp chứ nha cái chiều ơi. Rồi con này size S M đẹp mặc đẹp cho em mọi người nhá. Rồi con này nó khi trên áo là size S nhưng mà thực chất là size S M đều được hết cho em. Rồi size S M đều được 50kg qua đầu. Rồi tết đỏ 2 cho chị Lưu Nguyễn này. Rồi con này cho chị em này, lên xe bên này, lên xe bên mặc đẹp nhá. Mặc đẹp và kèm số cho em này, cho chị em mặc đẹp. Tết em hết em mở rồi trời ơi, bây giờ em chỉ còn màu khác thôi. Rồi con này cho chị em mã đẹp này, mã đẹp và kèm lưu số cho em này. Rồi size M 50kg quay là mặc vừa cho chị em mã đẹp nha mọi người ha. Lên xem em mã đẹp và kèm lưu số cho em là cho chị em mã đẹp nha. Mã đẹp và kèm lưu số cho em size M 50kg mặc vừa cho chị em mã đẹp và 50kg quay là mặc vừa cho chị em mã đẹp ha. Lên xem em mã đẹp. Cho chị em mã đẹp và kèm lưu số mọi người ơi, mã đẹp nha, mã đẹp kèm số này. Rồi lên cho chị một con màu đen đúng duy nhất, một con màu đen thôi các chị này. Mã đẹp cho chị Lâm Vũ dòng đơn, mã đẹp chị Lâm Vũ dòng đơn. Rồi con này là size S cho em mọi người, chị nào có tầm 40-48kg là mặc vừa cho em này. Rồi mã đẹp em hết rồi chị này, Lâm Vũ hết cũ rồi. Rồi 40-48kg mặc vừa cho chị mã đen và kèm lưu số cho em này, chị nào có tầm 40-48kg là mặc đẹp ha. Rồi size S đúng duy nhất một con thôi các chị ơi. Cho chị mã đen và kèm lưu số cho em ha. Chị nào 40-48kg là mặc vừa mã đen này. 40-48kg là mặc vừa cho chị mã đen, mã đen và kèm lưu số cho em ha. Rồi đúng duy nhất một con cho chị mã đen nha các chị này. Họa tiết là hình hoàng hôn nha các chị này. Hình hoàng hôn ngủ chiều, hình hoàng hôn này siêu cưng luôn cho em, cho chị mã đen. Mã đen kèm lưu số cho em, chào chị Trần Thị Loan này luôn cho em. Lên cho em mà đen và kiếm lưu số cho em, cho em mà đen là mà đen kiếm số điện thoại cho em ạ. Cho em mà đen rồi hoa đỏ lên còn size L này này chị nào. Này chị nào chốt này, này chị nào chốt này. Ai chốt mã, cái mã này này, mã đỏ này này. Nhiều chị chốt này. Rồi cái mã đỏ hồi nãy là cái chị này size L này, chị nào chưa được thì nhanh tay hốt cho em này. Em tưởng đâu là hết rồi. Hóa ra còn cái này mọi người, cho em mã đỏ con này nhá. Rồi không có đen L đâu chị ơi, mã đen em chỉ có đúng duy nhất một con đó thôi là size S cho em nhé. Rồi con này là size L E76V để mặc vừa cho em mã đỏ và kèm lô số cho em mọi người ơi. Rồi lên xem em mã đỏ này size L E76V để mặc vừa. E76V để mặc vừa cho em mã đỏ, chị nào này chưa được này nhanh tay hốt liền cho em nha. Rồi cho em mã đỏ này, mã đỏ kèm lô số cho em. Này em thấy chị nào, này em thấy cái chị chốt nhiều cái con này này size L nhá. Size L E76V để mặc vừa này cho em mã đỏ này. Mã đỏ và kèm lô số các chị ơi, cho em mã đỏ này. Rồi lên xem em mã đỏ nha mọi người, cho chị em mã đỏ này, mã đỏ và kèm lô số các chị ơi, cho chị em mã đỏ nha. Rồi size L E76 mặc vừa cho chị em mã đỏ này. Size L E76 lên mặc vừa cho chị em mã đỏ nha. Đỏ và kèm lô số cho em mã cho chị em mã đỏ này. Rồi mã đỏ chị Hải Minh Nguyễn này, mã đỏ chị Hải Minh Nguyễn nha. Mã đỏ chị Hải Minh Nguyễn ạ. Rồi mã đỏ chị Hải Minh Nguyễn nha. Rồi lên cho chị hàng kim sa này mọi người, con này là kim sa màu nói chung là màu tím hoa cà nha. Rồi mã đỏ em hết rồi nè, lại Hương Thái được một con rồi nè. Rồi con này là size 2XL chị nào 85 mặc vừa cho em nè. Rồi size 2XL chị nào 85 quay là mặc vừa cho chị em mã hoa cà. À rồi lên cho em mã kim sa. Mã kim sa 199.000 cho chị em mã kim sa 199 và kèm mua số cho em nha các chị ơi. Hàng kim sa bên em là 199.000 và sẽ không bao giờ mà có giá sỉ nữa đâu nha các chị ơi ha. Giá sỉ chỉ là hàng 3D thôi các chị ơi nè. Rồi còn hàng kim sa vẫn giữ nguyên giá nha mọi người, cho dù các chị có chốt ví dụ như hai, nói chung là hàng mà sỉ giá là chỉ có hàng 3D thôi, hàng đồng giá thôi, các giá khác em vẫn để nguyên giá nha. Hàng mà 4K 139K đó chỉ là hàng 3D, hàng 3D nha mọi người. Rồi ví dụ như các chị chốt bên em là 3 con, ví dụ 3 con nhưng mà 2 con là hàng 3D, 1 con là hàng kim sa, nhưng mà hàng 3D em vẫn tính giá cho các chị là 149.000 nhá. Rồi con này cho chị mã kim sa này size 2XL chị nào 85 quay đầu mặc vừa cho chị mã kim sa 199k mã kim sa và kèm lô số các chị ơi nhá. Kim sa 199 mã kèm lô số cho em ạ. Rồi lên cho chị một con tết này, con này size nhỏ cho em này. À không, cái này size XL. Rồi con này size XL chị nào 80 quay đầu mặc vừa size XL. Em chị nào 80 mặc vừa cho chị em mặc tết mọi người. Lên xem em mặc tết kèm lô số cho em này. Rồi lên xem em mặc tết nha các chị ơi, một dòng chữ chúc mừng năm mới này siêu đẹp luôn nhá, cho chị em mặc tết này. Rồi size XL chị nào 80 mặc vừa cho chị em mặc tết ha. Mặc tết và kèm lô số cho em size XL 80 mặc vừa. Em chị nào 80 mặc vừa cho chị em mặc tết này, mặc tết và kèm lô số các chị ơi cho chị em mặc tết nha. Mà tết và kèm lưu số cho em là cho chị mặc tết, rồi lên cho các chị một con màu trắng siêu cưng luôn ạ. Rồi con này là size XL cho em mặc tết.
Rồi em còn ở Tết nha mọi người. Rồi con này size L. Em chị nào 80 quay đầu mặc vừa cho chị mặt trắng và kèm lô số cho em nhá. Rồi size L em chị nào 80 quay đầu mặc vừa cho chị mặt trắng và kèm lô số mọi người ơi. Lên xem em mặt trắng nhá. Mặt trắng và kèm lô số. Chị nào đang coi like của em thì cho em một nút chấm nào mọi người ơi. Rồi con này cho chị mặt trắng này, mặt trắng và kèm lô số cho em size L em chị nào 80 mặc vừa cho em nhá. Rồi size L em chị nào 80 mặc vừa cho chị mặt trắng này. Mã tết cho chị Lê Thị Anh Loan. Chị Lê Thị Anh Loan đơn của chị cũng nhiều rồi nhá. Ngày mai em sẽ đón ạ. À không, em sẽ báo trước cho các chị này. Đơn của chị nào mà khách mới bên em là đơn cứ 500k đổ lên là ngày mai các chị cọc cạc và chuyển khoản em gửi hàng mọi người nha. Tại vì bên quy định ở bên em là đơn của khách mới là cứ 500k đổ lên là phải bắt buộc chuyển khoản trước hoặc cọc cạc em gửi hàng. Các chị chuyển khoản thì sẽ miễn free ship cho các chị ha. Chứ chị nào mà không chuyển khoản được các chị cọc cạc cho em 50 hoặc là 100 tùy theo vào đơn hàng, số tiền đơn hàng của các chị. Và trừ vào đơn hàng của chị nhưng mà vẫn tính ship. Đó là cọc cạc nha. Rồi ok chị Lê Thị Ánh Loan này. Rồi ok chị đẹp này. Tùy theo vào đơn hàng của các chị là cọc cạc, ví dụ như các chị có thể cọc cạc trên 50 hoặc 100 tùy theo vào giá tiền đơn hàng của các chị nha. Nhưng mẹ vẫn tính ship nè. Rồi lên cho các chị một con màu nu, con này size 2XL cho em này. Rồi size 2XL eo chị nào 85 quay đầu mặc vừa cho chị mặt nu. Size 2XL eo chị nào 85 mặc vừa cho chị mặt nu và kèm nu số cho em ha. Rồi size 2XL eo chị nào 85 quay đầu mặc vừa. Rồi cho chị mặt nu và kèm nu số cho em. Và cho chị mặt nu này size 2XL eo chị nào 85 quay đầu mặc vừa cho chị mặt nu. Mặt nu và kèm nu số cho em size 2XL eo 85 mặc vừa cho chị mặt nu này. Mặt nu và kèm nu số với chị ơi cho chị mặt nu nha. Rồi lên chúc chị một con tích chân màu đỏ siêu đẹp này các chị này. Rồi con này là size XL. Em chị nào 80 mặc vừa cho chị mặc cái tân đỏ xả các chị 119k mặc cái tân đỏ này. Cái tân đỏ 119k và kèm vô số cho em ạ, cho chị mặc cái tân đỏ này. 119.000 nhá, 119.000 cho chị mặc cái tân đỏ này. Cái tân đỏ 119k và kèm vô số cho em. Rồi mà trắng cho chị Mai Hương Nguyễn Bách này, mà trắng chị Mai Hương Nguyễn Bách này. Trắng mai tương tác cho em với nào mọi người. Rồi chị nào đang xem like của em thì cho em một nút chấm với nào mọi người. Cho em để em có động lực like tiếp này. Rồi em còn mảng nu nhớ chị ơi, em còn mảng nu này. Rồi em còn mảng nu nhớ chị ơi, em còn mảng nu chấm, nha. Chấm bài cho em biết để em biết mọi người vẫn còn đang ở trong like của em nào. Chứ cứ im re như thế này em đang nói chuyện một mình quá. Lên cho em con hoa áo đi ạ. Là sao chị? Con áo hoa đi ạ, là răng chị? Có cách tân màu xanh không ta? Có nha chị ơi. Rồi, cảm ơn mấy chị nè. Cách tân đỏ của chị Lan Trần nè. Rồi con này size L L76 cây đầu mặc vừa cho chị Mã Hồng con này nha. Rồi L76 cây đầu mặc vừa cho chị Mã Hồng. Rồi 149k cho chị Mã Hồng. Mã Hồng kèm luôn số cho em mà cho chị Mã Hồng. Rồi size L L76 cây đầu mặc vừa chốt nhanh tay cho em mọi người nha. Cho chị Mã Hồng này. Rồi Mã Hồng và kèm luôn số cho em mà cho chị Mã Hồng size L L76 cây đầu mặc vừa nha. L76 quay đầu là mặc vừa cho chị Mã Hồng à. Mã Hồng kèm luôn số cho em mà cho chị Mã Hồng nha. Mã Hồng và kèm luôn số cho em mà cho chị Mã Hồng à. Mã Hồng kèm số này. Rồi đây cho các chị một con cái chân này cho các chị này. Cái chân cho em là 119.000 nha mọi người ha. Rồi cái này size chứ là eo chị nào 80 quay đầu mặc vừa cho em nha. Rồi size chứ là eo chị nào 80 mặc vừa cho chị mặc cái chân vàng 119.000 nha. 119k cho chị mặc cái chân vàng. Cái chân vàng 119.000 kèm số này. Rồi chị Phạm Thị Trọng Tình này. Phạm Lò Rồi xem là Trương ơi, đơn chị cũng nhiều rồi nhá. Ngày mai chị cọc cạc và chuyển khoản em gửi hàng chị ha. Được thì ok cho em nè, còn không thì chị báo em một tiếng để em biết chị yêu ha. Rồi cái này cho chị mặc cái tân vàng. Rồi lên xem em mặc cái tân vàng. Cái tân vàng 119.000, mặc cái tân vàng kẹp số này size L 80 mặc vừa. Mặc cái tân vàng, được thì ok cho em nha chị xem là Trương ơi không. À, để em còn biết đường chị yêu nha. Có được cả quần không? Trời ơi. Trời ơi, giá đó là em tính giá áo chứ. Chứ bây giờ mà em tính cả giá quần nữa thì thôi á chị ơi. Tới rồi. Này á, thiếu thịt heo, khỏi con nếp gói luôn á. Ok, mai chị đọc, ok chị. Rồi, ok nè. Ngày mai có nhân viên điện rồi chị à. Báo chị nhá, báo số tiền chị nhá. Rồi con này sai lờ. Không, em lờ chị được nha, chị stay lên Trương ơi. Rồi con này size L L76 quay đầu mặc vừa cho chị mã đỏ mọi người ha. Lên xem em mã đỏ. Họa tiết là hoa sen cho em mọi người cho chị mã đỏ kèm lô số cho em nhá. Rồi size L L76 quay đầu mặc vừa cho chị mã đỏ và kèm lô số mọi người. Lên xem em mã đỏ này. L76 quay đầu mặc vừa cho chị mã đỏ và kèm lô số cho em. Em có đọc rõ ràng cái phần eo nha mọi người nha. Nên là chị chú ý với cái phần eo của mình rồi hàng chốt nha. Niên Vũ ơi, chị nếu mà chị không biết chị mặc size gì chị lên số cân và chiều cao cân nặng của chị đi. Rồi để em tư vấn cho mình nha. Tắt tiếng luôn rồi chị ơi, sao cắt tiếng rồi. Mẹ cách tân vàng
còn đỡ mỡ tập tiếng luôn bạn ạ. Rồi cái này size chứ lờ, eo chị nào 80 quay đầu mặc vừa size chứ lờ, eo chị nào 80 mặc vừa size chứ lờ, eo chị nào 80 mặc vừa cho chị em mặt trắng đấy, mà trắng ba kèm luôn số cho em siêu siêu đẹp luôn cái chị ơi, cho chị em mặt trắng size chứ lờ, eo chị nào 80 mặc vừa nha. Rồi size chứ lờ, eo chị nào 80 mặc vừa, eo chị nào 80 mặc vừa cho chị em mặt trắng, mọi người lên giúp em mặt trắng cái này, lên giúp em mặt trắng đấy, mà trắng ba kèm luôn số cho em mà cho chị em mặt trắng ha, mà trắng ba kèm luôn số cho em, trắng mai cho em với nào mọi người ơi, mời có sớm này, mà sao cái chị em ru ru như vậy. Tết rồi phải tranh thủ sắm đồ đi chứ. Cần Tết rồi mà các chị sắm đồ. Lộc, các chị đi à. Mua mấy cái áo dài mà kiểu dạng Tết Tết hoa hoa như này này để cho hình Tết các chị ơi. Rồi size M 50kg quay là mặc vừa cho em này, size M 50kg mặc vừa cho chị mà xanh này. 50kg quay là mặc vừa cho chị mà xanh và kèm luôn số cho em ai chị inbox này. Rồi ok ạ. À. Nguyễn Ngọc lên mic như này có lúc rồi, mà trắng cho chị Nguyễn Ngọc lên mic ạ. Rồi cái này cho chị mà xanh, kem này cho chị mà xanh, size M 50kg quay là mặc vừa mà xanh này. Rồi 50kg quay là mặc vừa cho chị mà xanh và kem mua số chị mà cho chị mà xanh ạ. Xanh của chị Hương Thái. Rồi mà xanh cho chị Hương Thái rồi này. Rồi lên cho chị một con hoa đen siêu đẹp nha mọi người ơi, con này là size 2XL cho em nhá. Rồi con này size 2XL mà trắng hả, à, mà trắng hả, à, mà trắng hấp đầu, mà trắng em hấp đầu. Rồi cái này size 2XL em chị nào 85 mặc vừa cho chị em mặc hoa đen. Mặc hoa đen kèm luôn số cho em size 2XL em chị nào 85 mặc vừa cho chị em mặc hoa đen. Cũng không hẳn là màu đen nha mọi người nha, là màu xanh đen cho em. Rồi lên giúp em mặc hoa đi, mặc hoa kèm luôn số cho em này. Rồi size 2XL em chị nào 85 mặc vừa cho chị em mặc hoa này, mặc hoa kèm luôn số cho em size 2XL nha. Rồi size 2XL cho chị em mặc hoa, mặc hoa và kèm luôn số các chị ơi, cho chị mặc hoa. Mặc hoa và kèm luôn số. Rồi lên cho chị một con màu tím siêu đẹp này. Rồi cái này size S cho em này. Cao 1m9 hả chị? Cao 1m9 hay là 1m6 chị ơi? Mình lấy hai cái tân màu xanh về màu vàng, cao 1m55-58kg trên mặt size XL nha. Rồi để em coi còn không thì em hú chị nha. Rồi con này size S cho em mặc 40-48kg mặc vừa cho chị em mặc tím con này. Lên cho em mặc tím mọi người, cho chị em mặc tím và kèm luôn số cho em chị nào có tầm 40-48kg là mặc vừa cho em nha. 40-48kg là mặc vừa cho chị em mặc tím con này ha. Lên cho em mặc tím và kèm luôn số cho em này chị nào có tầm 40-48kg là mặc đẹp size S nha. Rồi cho chị em mặc tím này, mặc tím và kèm luôn số cho em. Rồi 40-48kg là mặc đẹp cho chị em mặc tím và kèm số cho em ạ. Rồi cho chị em mặc tím, rồi lên cho chị một con hoa đỏ này các chị này. Rồi lên cho chị một con hoa đỏ siêu đẹp này các chị yêu này. Rồi con này size XL cho em mặc 1m6 hả? Rồi 1m6 mình nặng 55kg, 1m6 thì chị mặc size L cho em với chị Liên Vũ nhá. Rồi con này là size XL, eo chị nào 80 mặc vừa cho chị em mặc đỏ. Eo chị nào 80 mặc vừa cho chị em mặc đỏ. Chị mặc size L với lại size XL đều được cho em nhá chị yêu nhá. Tại vì chị số cân với lại chiều cao của chị nằm giữa size XL với lại L nhá, nên là chị mặc được hai size đó nhá. Rồi mà tính cho chị cháu biết có hai dồn đơn. Rồi cái này cho chị mã đỏ này, mã đỏ kèm số điện thoại trên size XL. Em chị nào 80 mặc vừa. Rồi mã đen 2XL cho chị Lưu Nguyễn dồn đơn. Rồi cái này cho chị mã đỏ nha, mã đỏ kèm luôn số cho em và cho chị mã đỏ đây. Mã đỏ kèm luôn số mọi người, lên cho em mã đỏ này, mã tím em hết rồi này. Rồi cho chị mã đỏ này, mã đỏ và kèm luôn số các chị ơi. Rồi đây cho chị một con màu xanh của ban này, con này size 2XL. Size XL em chị nào 80 mặc vừa này, size XL em 80 mặc vừa nhá. Rồi size XL em chị nào 80 mặc vừa này, cho chị mặc xanh. Em chị nào 80 mặc vừa cho chị mặc xanh mọi người, lên xem em mặc xanh này, mặc xanh và kèm mua số cho em. Lưu Nguyễn ơi, cho em lại số đi chị ơi, cho em lại số đi ngày đẹp ơi. Rồi cái này cho chị mặc xanh. Cô hai kìa. Đọc rồi. Rồi cho chị em mã xanh này, mã xanh kèm số điện thoại cho em size XL em 80 mặc vừa. Em 80 mặc vừa cho chị em mã xanh và kèm luôn số cho em, cho chị em mã xanh kèm số này. Rồi lên cho chị một con hoa nhí này. Rồi con này size M nha mọi người, size M 50kg quay là mặc vừa, size M 50kg quay là mặc vừa, size M cho chị em mã hoa. Mã hoa kèm luôn số cho em size XL cho chị Yên Hiền Nguyễn này. Rồi con này cho chị em mã hoa size M 50kg quay là mặc vừa. Rồi 50kg quay là mặc vừa, em chỉ là 72 độ lại mang đẹp cho chị em mã hoa nha. Mã hoa và kèm luôn số cho em và cho chị em mã hoa. Size M 50kg quay là mặc vừa, em 72 độ lại là mang đẹp cho chị em mã hoa. Mã hoa và kèm luôn số mọi người nha. Rồi cho chị em mã hoa và kèm luôn số cho em ạ. Rồi lên cho chị một con màu hồng siêu đẹp nha các chị này. Là con này là size màu cho em nè các chị này. Rồi size màu 50kg quay đầu mặc vừa nhá. 50kg quay đầu mặc vừa cho chị mã hồng và kèm luôn số cho em size màu. 50kg quay đầu em 72 đủ lại là mang đẹp cho chị mã hồng nhá.
mã hồng là kèm luôn số cho em size M 50kg qua để mặc vừa cho chị mã hồng này. Mã hồng siêu đẹp luôn, lên cho em mã hồng này, mã hồng và kèm luôn số các chị ơi cho chị mã hồng siêu siêu đẹp luôn. Rồi lên cho em mã hồng và kèm số cho em này size M 50kg mặc vừa. 50kg quay là mặc vừa cho chị mã hồng, 50kg mặc vừa mã hồng này. Mã hồng và kèm luôn số cho em ạ. Rồi một con cái tân hồng này, con này là size XL cho em ạ. Size XL chị nào 80 mặc vừa cho chị em cái tân. Rồi size XL chị nào 80 mặc vừa cho chị em cái tân và kèm luôn số cho em này. Con này 74 đổ lại vừa thôi chị ơi. Mã hồng của chị Lâm Vũ nè. Rồi cái này cho chị em cái tân mọi người. Lên xem em cái tân 119k mà cái tân. Cái tân 119k. Lâm Vũ ơi đơn chị cũng nhiều rồi nha. Mà hoa chị mì trinh tập mì cái gì? Minh Tám. Chị Minh Tám ạ, má hoa chị Minh Tám. Chị Lâm Vũ ơi, được thôi ok cho em này. Ngày mai chị cộng cảm giúp em hoặc chuyển khoản em gửi hàng chị yêu này. Được thôi ok, em chốt tiếp cho chị nhá, chị Lâm Vũ nhá. Rồi cái này cho chị em cái tân này, mà cái tân kèm luôn số cho em 119k. 119k cho chị em cái tân này, cái tân 119.000 và kèm luôn số cho em ạ. Rồi cái này size XL cho em ạ, em chị nào 80 mặc vừa size XL. Em chị nào 80 quay ra mặc vừa, cái đó là size L. 58kg nặng 51kg. Mặc size L vừa chị nhá. Size L, size L, size L hoặc size M vừa. Rồi size XL, yêu chị nào 80 mặc vừa này cho chị em mặc đỏ này. Yêu chị nào 80 mặc vừa. Rồi mã cái tân cho chị Thanh Bình. Yêu chị nào 80 quay là mặc vừa cho chị em mặc đỏ nha mọi người ha. Lên xem em mặc đỏ và kèm lô số trên này. Rồi size XL, yêu chị nào 80 mặc vừa cho chị em mặc đỏ này. Yêu 80 mặc vừa cho chị em mặc đỏ nha. Mặc đỏ kèm lô số trên này size XL. Yêu 80 mặc vừa cho chị em mặc đỏ, đỏ kèm lô số trên ạ. Rồi cho chị em mặc đỏ nha. Đỏ và kèm lô số trên ạ. Rồi lên cho chị Hoa Nhí này, con này là size L này. Size L L76 quay đầu mặc vừa này cho chị em mà Hoa Nhí ạ. L76 quay đầu mặc vừa cho chị em mà Hoa Nhí và kèm luôn số cho em ha. L76 quay đầu mặc vừa size L, L76 quay đầu mặc vừa cho chị em mà Hoa Nhí này. Hoa Nhí và kèm luôn số cho em ạ. Chị An Ly Phúc Nguyễn ơi, An Ly Phúc Nguyễn ơi, con này chị mặc vừa này chị có chốt thì lên số cho em nè. Hoa Nhí luôn này chị, size L nè. Rồi size L L76 quay đầu mặc vừa cho chị em mà Hoa Nhí, em nói thật kia. Cái Hoa Nhí thì cực kỳ ít luôn, nên là chị làm mà vườn bằng số ký của mình thì nhanh ta hốt trên nè. Tím rồi. Dưới chân hả? Tím dưới chân đó là tím tím kim sa á chị ạ. Hồng mời em hết rồi. À thôi, công ba em còn nè. Công ba em còn nè mọi người. À công mờ hả? Rồi công này mọi người. Cho chị mặc công nha, 50kg quay đầu mặc vừa size mờ. 50kg quay đầu mặc vừa này cho chị mặc công, trời ơi size mờ. 50kg quay đầu mặc vừa cho chị mặc công, con này cực kỳ sang luôn nha. Rồi đây xem em mặc công, hình công cho em này, cho chị mặc công size M 50kg mặc vừa. 50kg quay đầu cho chị mặc công, 50kg mặc vừa. 50kg quay đầu mặc vừa cho chị mặc công này, mặc công và kèm luôn số cho em 50kg mặc vừa nhá. 50kg mặc vừa cho chị mặc công, mở sớm mặc cái chị ạ. Đi đâu trời, đi mua hết rồi. Chị Ali Phúc Nguyễn ơi, chị còn đó không? Ali Phúc Nguyễn ơi. Rồi cái này size L cho em là L76 quay đầu mặc vừa. Size L L76 mặc vừa mà cái tân 119.000. 119k mà cái tân. Cái tân 119k và kèm một số cho em này cho chị mà cái tân 119.000. 119k mà cái tân. Cái tân 119k kèm một số cho em này size L. L76 đầu này mặc vừa cho chị mà cái tân 119k. Rồi size L L76 quay đầu mặc vừa, con này chốt cho em mã đẹp, mã công Mai Phạm. Okay. L76 quay đầu mặc vừa này. Con M của chị Tuyền Châu một con này. Con M của chị Tuyền Châu một con. Rồi mã cái tân chị Hương Thái. Rồi con này chốt cho em mã đẹp nha mọi người. Trời ơi nó đẹp chưa, cái chiều này, cái phần dưới tà này mọi người này. Các chị nhìn cái phần dưới tà trên này. Rồi chốt cho em mã đẹp nha mọi người nha. Rồi con này là size M 50kg, à size L 53kg quay đầu mặc vừa. L76 mặc vừa cho em này, L76 quay đầu mặc vừa này. Rồi cho chị mà đẹp nha, mà đẹp và kèm luôn số cho em L76 mặc vừa. Ok, có gì mà em book cho em nha chị Tân Lửa ơi. Rồi, cho chị mã đẹp này, mã đẹp nha mọi người. Cho chị mã đẹp này, L76 mặc vừa nha. Mã đẹp, mã đẹp và kèm luôn số cho em ạ. Rồi size XL em chị nào 80 mặc vừa này. Em chị nào 80 mặc vừa cho chị mặc kem size XL, em chị nào 80 mặc vừa. Rồi size XL em chị nào 80 mặc vừa cho chị mặc kem. Mặc kem kèm lô số cho em này size XL. Em 80 mặc vừa cho chị mặc kem kèm lô số cho em nhá. Size XL em 80 mặc vừa mặc kem ạ.
mà cam kèm vô số cho em, cho em mà cam nha. Mà cam kèm số điện thoại cho em, rồi lên cho chị một con màu trắng đi. Rồi cái này set để mà đẹp cho chị Vân Đỗ ạ. Chưa. Rồi set 40-48kg mặc vừa mặc trắng. 40-48kg mặc vừa cho chị mặc trắng này. Rồi mà cam cho chị Hiền Nguyễn dồn đơn. 40-48kg mặc vừa set này cho chị mặc trắng này. Mặc trắng mặc kịp luôn số cho em cho chị mặc trắng nha. 40-48kg mặc vừa. 40-48kg là mặc vừa cho chị mặc trắng này. Mặc trắng kèm luôn số cho em. 40-48kg là mặc vừa, mặc trắng này. Mặc trắng kèm số điện thoại cho em này. 40-48kg mặc vừa, lên cho em mặc trắng. Rồi lên cho chị một con màu lạng này. Rồi con này size 2XL cho em ạ. Size 2XL em chị nào 85 mặc vừa này cho chị mặc lạng. Size 2XL. Đó em vừa mới lên đó chị Quỳnh Ruby. Con này là size S mà. Ừ, size S mà. Cao 1m67 nặng 63kg. Chị mặc size XL cho em chị nhé. Rồi cho chị mặc lạng mọi người. Cam hả? Mà cam là cái hình nào ta? Mà cam biết rồi. Cái đó em, đây. Phải không? Phải. Sai gì đó? Phải. Cái sai gì đó? XL hả? Trắng. Cam này được không chị Thu Hà ơi? Được, thôi ok cho em này. Con này cũng sai XL luôn cho em. Được, thôi ok như chị Thu Hà này. Được, thôi ok nha. Mà trắng cho chị ạ. Chị Minh 8. Rồi con này cho chị em ăn lạng size 2XL L85 mặc vừa cho chị em ăn lạng. Lạng kèm luôn số cho em size 2XL L85 mặc vừa mã lạng này. 149 luôn nha chị ơi. Thu Hà ơi, có chốt con đấy không? Được thôi ok cho em này. Thì em vừa mới lên. Cũng y cái hình, cũng y cái con đấy nhưng mà chỉ khác với con mặt tiếp chị thôi. Lạ có size L không? Không chị này. Rồi con này size M 50kg quay đầu mặc vừa cho em này. 50kg quay đầu mặc vừa cho chị mặc hoa. 50kg mặc vừa size M. 50kg quay đầu mặc vừa cho chị mặc hoa này. Size M 50kg mặc vừa. Là size M 50kg mặc vừa cho chị mặc hoa. Rồi lên một con mặc kem này. Rồi size 2XL em chị nào 85 mặc vừa này cho chị mặc kem. Rồi size 2XL em chị nào 85 mặc vừa mặc kem. Mặc kem kèm luôn số cho em size 2XL. Em 85 mặc vừa cho chị mặc kem. Chị nặng bao nhiêu con chị ơi? Chị bao nhiêu ký chị ơi? Rồi cho chị mặc kem size 2XL em 85 mặc vừa cho chị mặc kem. Rồi ok chị. Rồi lên xem em mặc kem. Kem kèm số á. Em ở Đắk Lắk chị Tiếp Vu ơi. Rồi cái này size cho là em chị nào 80 mặc vừa cho chị mặc số 01. Size cho là em chị nào 80 mặc vừa cho chị mặc số 01 này. Rồi mặc 01 kèm luôn số cho em size cho là em 80 mặc vừa cho chị mặc số 01. Mặc 01 kèm luôn số cho em mặc size cho là em 80 mặc vừa cho chị mặc số 01 ạ. Mặc 01 kèm luôn số cho em nha, cho chị mặc số 01. Rồi lên cho chị tìm S này mọi người. Rồi cho chị mặc tím mọi người ha, lên giúp em mặc tím đi. 40-48kg là mặc vừa cho chị mặc tím đi. Tím S nha các chị ơi, 40-48kg mặc vừa. 40-48kg mặc vừa cho chị mặc tím con này. Rồi 40-48kg mặc vừa cho chị mặc tím nha. 40-48kg là mặc đẹp mặc tím mà kèm luôn số cho em ạ. Rồi sẽ 40-48kg mặc vừa mặc tím đi. Mặc tím mà kèm luôn số cho em. 40-48kg mặc vừa mặc tím. 40-48kg mặc vừa mặc tím ạ. Tiếng kèm nô số trên 40-48kg mắc vừa nha. Ờ, cầu 1m8. Tiếng của chị Hương Thái, à, chị mặc size S nha chị ơi, size S, size M đều vừa chị nhá. Rồi con này size L, L76 mặc vừa cho trên mặc xanh con này ha. L76 mặc vừa tiếng cho chị Hương Thái này. Rồi L76 quay là mặc vừa cho trên mặc xanh size L. L76 quay là mặc vừa cho trên mặc xanh này, xanh hoa cho em này các chị nhìn này. Rồi cho trên mặc xanh này, L76 quay là mặc vừa size L. Rồi cho trên mặc xanh. 2-3 ngày là chị nhận được hàng chị nhá. L76 mặc vừa cho chị mặc xanh này size L. Hàng nó để sai, hàng nó để sai chị ơi. Thành ra là em không có đi nha. Cho chị mặc xanh. Em vẫn còn một con màu cà rốt ngọc này. Ui giời, con này sai gì đấy? Size L. Ui giời ơi, size L đấy. Rồi xả các chị 170.000. 170k cho chị em 170 kèm số điện thoại cho em này. Size L L76 mặc vừa này.
chị cứ inbox cho em mai, chị cứ inbox vào Messenger cho em, em sẽ lấy cho nhá. Cho chị mã 170 kèm luôn số trên này size L nhá. Con này là có đính ngọc nha các chị ơi, này tay của đính ngọc nhá, cổ đính ngọc và phía tà này, phía tà có đính ngọc luôn các chị nhá. Rồi cho chị mã 170 kèm luôn số trên này, 170k cho chị mã 170 và kèm luôn số trên nhá. Rồi con này size L nha, 76 mặc vừa, nhanh tay hốt nha các chị này. Rồi cho chị mã 170 và kèm luôn số trên. Còn sóc này, còn sóc một con nha. Cho chị mã 170 kèm luôn số trên nhá. Cho chị mã 170 kèm số này, rồi lên cho chị một con hoa này. Rồi con này là size 2XL cho em ạ. À. Rồi size 2XL eo chị nào 85 quay ra mặt vừa. Rồi size 2XL eo chị nào 85 mặt vừa. Cam size M này cam nào. Size 2XL eo chị nào 85 mặt vừa cho chị mã hoa mã 170 Hương Thái. Rồi eo chị nào 85 quay ra mặt vừa. Rồi cho chị mã hoa mọi người ha, lên xem mã hoa. Rồi mã hoa và kèm luôn số cho em ạ, cho chị mã hoa. Size 2XL eo 85 mặt vừa mã hoa. Mã hoa kèm luôn số cho em ạ, size 2XL. Eo 85 mặc vừa cho chị mặc hoa. Rồi lên cho các chị một con tích tân đỏ đây mọi người. Rồi. No, hết rồi, hết rồi. Rồi con này size. Rồi con này size chứ là em chị nào 80 mặc vừa nhá. Rồi, con này cho chị em marketing nha mọi người. 119.000 cho chị em marketing. Nguyễn Huệ chốt cái gì vậy? Lạc, lạc. Xả tết đó cho chị nhé. Má lạc là cái nào đấy? À, Mai Hương, à đâu, Lưu Nguyễn. Lạc là cái nào? Rồi, con này cho chị em marketing 119.000. 119.000 cho chị em marketing. Cái tăng 119k. Rồi size chứ là eo 80 mặc vừa cho trên marketing 119.000. 119k marketing, marketing 119.000. Và kèm luôn số trên này. Rồi lên cho các chị này. Rồi con này size chứ lời nha. Rồi size chứ lời eo chị nào 80 mặc vừa này cho trên mã cá ha. Size chứ lời eo 80 mặc vừa cho trên mã cá kèm số điện thoại trên này. Rồi lên xem mã cá size chứ lời. Eo chị nào 80 mặc vừa cho trên mã cá. Eo 80 mặc vừa lên xem mã cá này. Mã cá và kèm luôn số trên size chứ lời. Chấm mày cho em với nào mọi người, cho trên mã cá này, mã cá với kèm luôn số cho em ha. Đây cái lọ eo 80 mặc vừa mã cá. Rồi con này CS 40-48 ký mặc vừa cho trên mã hoa nhí này. 40-48 ký mặc vừa cho trên mã hoa nhí nhá. Mã hoa nhí và kèm nốt số cho em là con này là CS nha mọi người, cho trên mã hoa nhí này. Hoa nhí và kèm nốt số cho em 40-48 ký mặc vừa. 40-48 ký mặc vừa mã hoa nhí này. 40-48 ký mặc vừa mã hoa nhí ạ. Hoa nhí và kèm nốt số cho em 40-48 ký mặc vừa. Mã hoa nhí và kèm số điện thoại cho em. Rồi lên con hồng này các chị này, con này size L. Eo 76 qua đầu. Hoa nhí cho chị tớ là hè. Eo 76 quay đầu mặc vừa này cho trên mã hồng. Size L eo 76 mặc vừa cho trên mã hồng này. Size L eo 76 quay đầu mặc vừa cho trên mã hồng. Eo 76 mặc vừa mã hồng và kèm luôn số trên này. Eo 76 mặc vừa lên xem mã hồng, hồng và kèm luôn số trên mà. Hồng Hương Thái. Rồi cái tâm tâm lương. Rồi con này size 2XL eo chị nào 85 mặc vừa. Size 2XL eo 85 mặc vừa mã xanh. Size 2XL eo chị nào 85 mặc vừa cho chị mã xanh này. Rồi mã xanh và kèm luôn số cho em size 2XL. Eo 85 mặc vừa cho chị mã xanh này. Size 2XL eo 85 mặc vừa mã xanh nha. Xanh kèm số nha em. Rồi lên cho chị một con cô ba size bò. 50kg quay đầu mặc vừa cho chị mã cô ba. 50kg quay đầu mặc vừa lên xem em mã cô ba này. Cô ba kèm luôn số cho em này cho chị mã cô ba. Có màu đỏ chị nè. Rồi lên xem em mã cô ba 50kg quay đầu mặc vừa size M. Cho chị mã cô ba. Cô ba kèm luôn số cho em này cho chị mã cô ba. 50kg mặc vừa cho chị mã cô ba này. Mã cô ba kèm luôn số cho em ạ. Rồi. Cô ba này, cô ba chị Hưng Thái dồn đơn ạ. À. Mã hồng là cái nào? Hồng hết rồi. Rồi size 3XL eo chị nào 90 mặc vừa cho trên mặt to.
Size 3 XL em chị nào 90 mặc vừa cho trên mặt to này. Size 3 XL em chị nào 90 mặc vừa cho trên mặt to. Mặt to và kèm luôn số cho em nha, cho trên mặt to. Mặt to kẹp số điện thoại cho em nha. Cho chị em mặt to. Rồi size M50 quý quay là mặc vừa eo 72 đổ lại cho em này. Rồi cho chị em mặt số 01. Cái này em có đủ size thì nào lấy thì cho chị em mặt. Mà em 01 kèm size cho em, cho chị em mặt 1 kèm size nha. Cái này em có đủ size này. Rồi cái này em có đủ size nha các chị ơi. Cho chị em mặt số 01 đủ size cho em này. Có đủ size nha. Lên xem em mã số 01 kèm size trên này. Mã 01 kèm size nha. Rồi, cho chị em mã số 01 và kèm size điện thoại cho em lộn. Mã 01 kèm size này, 01 kèm size có 3 hết rồi đúng không? Có 3 em hết rồi nha. Mã 01 kèm size nha. Rồi lên một con tết à đây. Có 3 đây, có 3 đây. Mã to trung trúc này, con đó size 3X nha cô nha. Có 3 phải là size gì? Size M đúng không? Có 3 em chỉ còn size XL thôi mọi người. Có 3 em chỉ còn size XL thôi. Mà to cô trúc này. To này cái xanh á. Cái xanh hoa dưới. Cô trung trúc ơi, cái đó là size to tới 3X lần nhá. Size 3XL lần nhá. Được thì ok cho cháu này. Rồi size 4XL, E100 đổ lại mặc vừa. E100 đổ lại mặc vừa cho trên mắt đỏ này. Size 4XL, E100 đổ lại mặc vừa. Cho trên mắt đỏ này. Cho chị em mặt đỏ nha, size 4XL, E100 mặc vừa, cho chị em mặt đỏ. E100 mặc vừa, đỏ. Đâu có, chỉ XL thôi. Mạng 01, 2XL cho chị diệu hàng. Là cái xanh này nè. Rồi 2XL cho chị điều hàng này, tôi ok chị đẹp. Size 2XL cho chị điều hàng. Có ai cho 01 không? Có 01 thì xong 36 tiếng không? Bao nhiêu size bao nhiêu? Rồi ok chị nhá. Cắt tâm hồng của chị Hương Thái kìa. Rồi size 2XL. Rồi size 2XL này cho chị diệu hàng. Chị nào lấy 01 nữa không? Rồi cái tân hồng 189 này. Chị Ngọc Bích ơi, Ngọc Bình ơi, 01XL rồi cho chị Ngọc Bình này. 013X cho chị Hằng Nguyễn Thị Thu. Rồi từ 01 01 size 3XL cho chị Hằng Nguyễn Thị Thu này. 3XL cho chị Hằng Nguyễn Thị Thu này. Rồi Ngọc Bình này. Mã 01XL cho chị Ngọc Bình này. XL cho chị Ngọc Bình nhá. XL chị Ngọc Bình này. Rồi chị nào lấy 01 nữa không này. Rồi chị 2 là lấy cái gì? Cho chị màu xanh lý không em? Là sao chị? Rồi em còn mã 0101 là 3X cho chị Hà Nguyễn Thị Thu rồi nha. Em còn mã 01 nha mọi người. Chị nào lấy cho em mã 01 này. Mã 01 size 3X 65 kg có vừa không? Vừa cho chị Kiều Sơn ơi. Chốt thêm lên số cho em chị Kiều Sơn. Chịu hàng có chưa? Rồi Kiều Sơn ơi, lên số cho em đi chị Kiều Sơn ơi. Cái này lên số cho em đi này mới. Rồi em có 4XL luôn nha mọi người. Mã 01 em có tới 4XL luôn nha. Kiều Sơn này. Đâu rồi? Kiều Sơn chốt mã 01 thì lên số cho em này. Kiều Sơn là 65kg thì chỉ mặc 2X thôi. Chị 2 thì mặc 6XL mà chỉ có chốt cái XM đó cho ai vậy? Có 3X luôn, Kiều Sơn ơi, chốt hàng thì lên số cho em này. Cho mình mã 01 được không sao? Phạm Nhi ơi, chị có mần cái size của chị đi. Xem. Rồi cái này size 40-48kg mặc vừa này. 40-48kg mặc vừa, cái này size M cũng được luôn cho em này. Size M 50kg quay là mặc vừa, cái này khi trên áo nó sẽ ít mà size M nha. Size M 50kg mặc vừa cho trên mã hồng. Size M 50kg mặc vừa cho trên mã hồng. Mã hồng kèm luôn số cho em yêu 72 mặc vừa mã hồng này. Mã hồng mà kèm luôn số cho em đây. Size này, đây chị này. Hàng Nguyễn Thị Thu có người gọi đơn cho chị chưa chị ơi?
có người gọi đơn trong ngày hôm nay là chị đã đi đơn rồi chị nhá. Đây mã 01 đây chị này, mã 01 đây nha. Xanh lý là xanh gì em chả biết gì luôn á. Rồi con này cho chị mã hồng size M 50kg mặc vừa mã hồng. Mã hồng. Rồi lên cho chị một con màu trắng này. Rồi con này size M cho em này 50kg quay ra mặc vừa mặt trắng này. Rồi ok ba, 3XL cho chị Kiều Son kìa. Đây, chị Dương mới đục ra cho em này. Rồi 3XL chị Kiều Son nha. Rồi Phạm Nhi L85. Rồi L85 là size 2X cho chị á. L85 là chị mặc size 2XL cho em để em kiếm đã. Cái gì chưa em là cái gì? Sạc máy chị, sạc máy em luôn này. Chưa rồi. À, rồi ok, để mai em kiểm tra lại thử nào. Rồi cái gì? Cái gì L85 đúng không? Rồi L85 này Phạm Nhi này. Từ để em coi đã, L85 xong hết L85 rồi chứ. Em hết L85 mất rồi người đẹp ơi. Em hết L85 mất rồi. Hết mất L85 rồi chị ơi. Còn 1X là nhiều. 1X 1X kìa. Hết L85 rồi chị gái. Rồi con này cho chị em mặt trắng mọi người này. Cho chị em mặt trắng này size M 50kg quay ra mặt vừa cho em này. Rồi size M 50kg mặt vừa cho chị em mặt trắng. Mã hồng chị Mai Phạm à. Mã hồng chị Mai Phạm này. Rồi con này cho chị em mặt trắng này. Mặt trắng kèm lô số cho em Mai Phạm nhé. Rồi lên xem em mặt trắng này. Rồi lên xem em mặt trắng mọi người, size M 50kg mặc vừa. L72 đổ lại mặc đẹp cho chị em mặt trắng này. Mặt trắng kèm lô số cho em nha. Cho chị em mặt trắng ạ. Mặt trắng kèm lô số cho em ạ. Rồi lên cho chị một con này hoàn tiếp này, size 2XL này. Size 2XL em chị nào 85 mặc vừa cho chị em mặt hoàn tiếp này. L85 quay là mặc vừa cho chị em mặc họa tiếp nha. Mặc họa tiếp là kèm một số cho em ạ. À. Em chị nào 85 quay là mặc vừa. Size 2XL L85 mặc vừa cho chị em mặc họa tiếp này. Họa tiếp kèm một số cho em nha các chị ơi, cho chị em mặc họa tiếp này. Rồi size 2XL L85 mặc vừa mặc họa tiếp là kèm một số cho em nhá. Size 2XL L85 mặc vừa mặc họa tiếp này, họa tiếp kèm một số này. Có cả bộ không em là sao chị? Còn cả bộ không em? Rồi lên xem em mặc họa tiếp ạ. À. Mặc họa tiếp kèm một số cho em ạ. Cho chị em mặc họa tiếp. Rồi lên cho chị một con beo vàng này. Một con beo vàng nha. Rồi size M này mọi người, khi trên áo nó sẽ hết nhưng mà size M. Để em coi thử mai còn không. Đây size M 50kg quay là mặc vừa. Còn 4XL không? Đổi cho bà thích mặc thoải mái. Rồi ok, có 4X luôn này. Đổi cho bà 4X này. Rồi 4X Kiều Son đổi 4X. Rồi con này size M 50kg mặc vừa. Phê size M đều được cho em nha. Cái này size M đều được cho em ạ. Lên xem em mã beo. Mã beo kèm luôn số cho em size M mặc vừa. Size M mặc vừa cho em mã beo. Mã beo kèm luôn số cho em size M mặc vừa. Rồi lên xem em mã beo. Mã beo và kèm luôn số cho em size M mặc vừa. Size M mặc vừa cho em mã beo. Mã beo kèm luôn số cho em. Đây màu cam đây chị này. Đây là màu cam. Màu cam là size L này. Rồi size L L76 quay đầu mặc vừa này. Cho em mã cam. L76 mặc vừa mã cam. Beo Hưng Thái. L76 mặc vừa chốt trên mặt kem con này. L76 mặc vừa. Size L L76 mặc vừa chốt trên mặt kem nha. Siêu đẹp luôn, lên xem em mặt kem. Mặt kem và kèm luôn số cho em L76 mặc vừa này. Size L L76 mặc vừa mặt kem. Kem và kèm luôn số cho em L76 mặc vừa mặt kem này. L76 mặc vừa mặt kem. Rồi size 3XL chị nào 90 mặc vừa. Size 3XL chị nào 90 mặc vừa nhá. Size 3XL chị nào 90 mặc vừa cho chị mặc hoa. Mặc hoa kèm lô số cho em này, chị nào 90 mặc vừa. Chấm mai cho em mới nào với chị ơi. Rồi cho chị mặc hoa, 90 mặc vừa mặc hoa. Size 3XL chị nào 90 mặc vừa mặc hoa. Mặc hoa. Em cũng không biết nữa chị ơi. Hàng này hàng lại sai.
là size M 50kg quay đầu hoa hương thái. 50kg quay đầu mặc vừa cho chị em màu xanh. 50kg mặc vừa size M, 50kg quay đầu eo 72 đổi lại cho chị em màu xanh. Size M 50kg mặc vừa cho trên mặt xanh này, 50kg mặc vừa nhá. 50kg quay đầu mặc vừa cho trên mặt xanh. Xanh hương thái. Rồi một con màu đỏ cam này các chị này, rồi con này size XL cho em này. Mình 56kg 1m52 thì chị mặc size XL cho em này. Rồi con này chị nào eo 80 mặc vừa size XL nhá. Eo 80 mặc vừa cho chị em mặt đỏ, eo 80 mặc vừa. Một con màu đỏ kem. Rồi lên giúp em mặt đỏ này, eo 80 mặc vừa cho chị em mặt đỏ size XL. Eo 80 mặc vừa cho chị em mặt đỏ này. Eo 80 mặc vừa cho chị em mặt đỏ này. Đỏ và kem luôn số cho em ạ. Eo 80 mặc vừa cho chị em mặt đỏ. Rồi con này size L cho em này, size M nha, size M cho em này 50kg qua là mặc vừa má vàng. 50kg qua là mặc vừa cho chị em má vàng. Size M 50kg mặc vừa cho chị em má vàng này, má vàng và kèm luôn số cho em chấm mai cho em với nào mọi người ơi. Chị nào đang coi like của em để cho em một cái chấm này, lên xem em má vàng. 50kg qua là mặc vừa cho chị em má vàng. Rồi size cho là em chị nào 80 mặc vừa này. Size cho là em chị nào 80 mặc vừa cho chị em mặt trắng. Eo 80 mặc vừa cho trên mặt trắng size XL. Eo 80 mặc vừa cho trên mặt trắng này, mặt trắng kèm luôn số cho em ạ. Eo chị nào 80 mặc vừa cho trên mặt trắng này, mặt trắng kèm số này. Chấm mai cho em để em có động lực like, không em xuống like này các chị yêu ơi. Rồi size 3 XL, eo chị nào 90 mặc vừa này cho trên mặt hồng. Size 3 XL, eo chị nào 90 mặc vừa cho trên mặt hồng nhá. Mã hồng và kèm luôn số cho em ạ. Eo 90 mặc vừa cho trên mặt hồng này. Size 3 XL em chỉ nào 90 mặc vừa mà hồng, hồng và kèm luôn số cho em. Em 90 mặc vừa cho em mà hồng, hồng này. Rồi con này size to này các chị này. Size con này con tới này, con này tới 3 XL là 3 XL em chỉ nào 90 mặc vừa cho em mà cá. Em chị nào 90 mặc vừa cho chị mặc cá này, mặc cá và kèm luôn số cho em này. Rồi cho chị mặc cá, các chị có cho gì nữa mọi người ơi. Cho chị mặc cá này. Mặc cá. Rồi con này size 40-48kg là mặc vừa cho em ạ, cho chị mặc đỏ này. 40-48kg mặc vừa cho trên mặt đỏ này. Tìm chống đồng cho em 40-48kg mặc vừa. 40-48kg mặc vừa cho trên mặt đỏ. Rồi cho trên mặt đỏ này, mặt đỏ này. Rồi lên trên mặt đỏ. Lên đây mấy con ở bên chị không chốt lại đi xuống ấy. Rồi lên cho chị một con hoa tuyết này. Rồi cái này size 2 chứ là em chỉ nào 85 mặc vừa. Size M 50kg mặc vừa cho trên mặt tím. 50kg mặc vừa. 50kg quay là mặc vừa cho trên mặt tím này. Đỏ size M hả? Đỏ M 50kg vừa chị Phạm Mai ơi.
Rồi cho chị mặt tím cái này cổ cao cho em mọi người. Cho chị mặt tím size mòn 50kg mặt. Rồi cho chị mặt tím size mòn 50kg que là mặt vừa cổ cao cho em ạ. Eo 72 đồ lại mang đẹp cho chị mặt tím này. Mặt tím mà kiếm luôn số các chiều này. Đẹp luôn cho em. Cái này hoa gì đây? Cái hồi trưa hồi sáng gì đó. Chị kia cái bảo cái gì hoa cau, phải hoa cau mít nữa. Rồi cái này cho chị em đỏ này mà tìm cho chị Phạm Thị Ngọc Trinh Ngọc Tình này có đơn hồi sáng đúng không? Có đơn hồi trưa. Rồi ok chị này Phạm Thị Ngọc Tình Trọng Tình có đơn hồi trưa này. Rồi cho chị em đỏ nha mọi người nhá. À lộn lên xem em mặc hoa size L. E76 mặc vừa cho chị em mặc hoa. E76 mặc vừa cho chị em mặc hoa và kèm số điện thoại cho em mặc hoa. E76 mặc vừa cho chị em mặc hoa. Phạm Thị Ngọc Tình. Rồi mà hoa lên vũ. Đây nè, mà hoa lên vũ rồi nhé. Mà hoa chỉ lên vũ rồi ạ. Rồi cái này say chứ là eo chỉ làm 80 mặc vừa. Rồi xay trên lời em chỉ nào 80 mặc vừa cho chê mã mồi. Hoa đây hả? Ừ, đây. Xay trên lời em chỉ nào 80 mặc vừa cho chê mã mồi. Mã số 10 kèm luôn số chê mà cho chê mã mồi. Rồi xay trên lời em chỉ nào 80 mặc vừa cho chê mã mồi. Mã mồi và kèm luôn số chê mà. Lên vũ hả? Cho chê mã mồi. À, lên vũ đây này. Rồi lên vũ này. 0348. Xong chưa? 555. 6398 gạch một số 5 ra. Cho chị mã 10 hả? Rồi sao là E76 mặc vừa nhé. Rồi E76 quay ra mặc vừa này cho chị mã nâu. Sai lờ E76 mặc vừa cho chị mã nâu. Sai lờ E76 mặc vừa cho chị mã nâu này. Rồi cho chị mã nâu và kèm luôn số cho em E76 mặc vừa này. Rồi E76 quay lại mặc vừa cho chị mã nâu. Nâu và kèm luôn số cho em ạ. Bán hàng gì chị Huệ? Nguyễn Huệ ơi, là sao chị? Em không hiểu. Chị nói gì vậy? Tụi em không bán, tụi em lên đây làm gì? Rồi, con này sai mờ cho em này, 50kg quay lại mặc vừa sai mờ. 50kg quay lại mặc vừa này cho chị mã lạ. 50kg mặc vừa size M cho chị em mặc lạ này, mã lạ và kèm một số cho em. Không, cái này không phải size M đâu nha mọi người ơi. Rồi con này là size L cho em mặc eo 80 mặc vừa cho chị em mặc lạ. Eo chị nào 80 mặc vừa cho chị em mặc lạ này, mã lạ và kèm một số cho em eo 80 mặc vừa. Eo 80 mặc vừa cho chị em mặc lạ này, mã lạ và kèm một số cho em eo 80 mặc vừa nhá. Eo 80 mặc vừa này cho chị em mặc lạ này, mã lạ và kèm một số cho em ạ. Chắc ai cho em mọi người ơi để em có động lực mà em like tiếp này mọi người ơi. Mọi người à. Rồi lên cho chị một con đỏ dâu này. Mà lạ trung trúc rồi. Lạ trung trúc. XL, XL, ok. Lạ chị, lạ cho cô trúc rồi nè. Hình như là cái mã lạ hình như là còn nhưng mà sai khác sao. Rồi đỏ dâu này các chị này. À ngày mai chị ơi, ngày mai nha Lê Cúc Mạnh nhá. Ngày mai sẽ có nhân viên điện hàng hồi trưa nha. Tại vì hôm nay bọn em còn không có hết được á. Nên là ngày mai sẽ có điện hết trong ngày nha, trong ngày mai nha Lê Cúc Mạnh nha. Với lại sườn sàng mai bọn em mới like được mà. Rồi con này size màu cho em 50kg quay ra mặc vừa nhá. Một con hàng dâu cho em này. Trời ơi đẹp chưa. Rồi 50kg quay ra mặc vừa. Từ 40 tới 50kg đều đẹp hết cho em ạ.
40-50kg mặc vừa lên xem em mắt đỏ dâu kèm hộ số cho em ạ. Giá các chị 279.000 nhá. 279k cho chị em mắt đỏ dâu. Đỏ dâu 279 và kèm hộ số cho em size M 50kg quay đầu mặc vừa. Hàng dâu ở bên em là chỉ có size M đổ lại thôi các chị yêu nhá. Rồi cho chị em mắt đỏ dâu kèm hộ số trên 279.000 nhá. 279k mắt đỏ dâu này. Đỏ dâu 279 và kèm hộ số cho em là cho chị em mắt đỏ dâu 279.000. Hết mẫu tay phòng rồi chị ơi. Hết mẫu tay phòng rồi. Rồi size thứ là eo chỉ nào 80 mặc vừa. Eo chỉ nào 80 mặc vừa cho chị mặc cô ba. Eo chỉ nào 80 mặc vừa cho chị mặc cô ba. Eo chỉ nào 80 mặc vừa lên xem em mặc cô ba này. Cô ba kèm mua số cho em này. Chốt nữa không mọi người? Hàng đẹp quá trời hả? Đẹp thì chốt đi mọi người. Rồi lên xem em mặc cô ba. Rồi, có ba này. Có ba Hương Thái. Rồi, size 2 chữ L eo chỉ nào 85 mặc vừa cho chị mặc cam. Size 2 chữ L eo chỉ nào 85 mặc vừa cho chị mặc cam. Mà cam và kèm mua số cho em size 2 chữ L. Eo chỉ nào 85 mặc vừa cho chị mặc cam. Đó lên xem em mặc kem, size 2 chữ L eo 85 mặc vừa cho chị mặc kem. Size 2 chữ L eo chỉ nào 85 mặc vừa cho chị mặc kem con này. Mặc kem và kèm mua số cho em size 2 chữ L. Eo 85 mặc vừa mặc kem. Cái gì? Size 2 chữ L cho chị mặc kem. Chốt từ nào mọi người không im xuống lại nè. Chứ rồi xa lờ eo 76 mặc vừa cho chị mặc hoa. Xa lờ eo 76 mặc vừa cho chị mặc hoa này. Mặc hoa và kèm mua số cho em ạ. Rồi eo 76 mặc vừa cho chị mặc hoa. Xa lờ eo 76 mặc vừa cho chị mặc hoa. Mặc hoa và kèm mua số cho em. Eo 76 mặc vừa mặc hoa. Hoa và kèm số điện thoại cho em ạ. Rồi lên cho chị một con kích tân này. Rồi con này xếp 40-48kg mặc vừa. Cái màu cam là màu nào đấy bé? 40-48kg nó mặc vừa nhá. 40-48kg mặc vừa cái màu cam đó hả? 40-48kg mặc vừa con này nhá. Rồi cho chị mặc kích tân 110k mặc kích tân. Kích tân 110k và kèm số điện thoại cho em. Kích tân 110.000. Kích tân 110k. Kích tân 110k. Kích tân 110k. Nó hoa cho chị. Rồi mà hoa Bảo Quỳnh kích tân 110. Bảo Quỳnh này khác hả? Bảo Quỳnh này khác hả? Kích tân này Út Thọ Huỳnh. Rồi size 2 chữ L này. Thấy bạn nha, tình hết tình tan. Rồi size 2 chữ L em tắm ra mặc vừa. Cho chị em mà Tết này. Mà Tết kém lô số cho em. Ừ. Rồi cho chị em mà Tết này 0972551662. Rồi cho chị mà test mọi người. Size 2 chữ L eo 85 mặc vừa. Size 2 chữ L eo 85 mặc vừa cho chị mà test này. Mà test là kèm mua số cho em size 2 chữ L. Eo 85 mặc vừa cho chị mà test này. Rồi lên cho em mà test. Rất hương khói. Mai tổng đo chị Hương Thái ra đây luôn nha chị Hương Thái ơi. Rồi con này size 4X nha mọi người. Eo chị nào 100 đổ lại mặc vừa nha cho chị mặt to. Size 4X chữ L. Eo 100 đổ lại mặc vừa cho chị mặt to. Mặt to và kèm luôn số cho em size 4X chữ L nha. Size 4X chữ L eo chị nào 100 đổ lại mặc vừa. Rồi cho chị mặt to. Mặt to và kèm luôn số cho em mà cho chị mặt to. Cắt xong là 119k nha mọi người. Chứ không phải là 101 đâu nha. 119k. Ok chị nè.
thừa. Những cái quần nhìn này đẹp không? Rồi lên cho chị size L này. Ừ à, buổi trước thì ok rồi. Ừ à. Rồi size L L76 mắt vừa ha. Size L L76 mắt vừa ha. Là mình có lên cân nhanh lên cân không biết. Chắc là muốn lên cân à? Em là 56 mặc vừa này, cho trên mặt đỏ nha. Rồi size L76 là mặc vừa cho trên mặt đỏ này. Cho gì nữa mọi người ơi, không im xuống like nè mọi người ơi. Rồi cho trên mặt đỏ này, mặt đỏ nha, size L76 mặc vừa. Cho trên mặt đỏ này, mặt đỏ kèm số điện thoại cho em. Mặt cam là mặt gì? Cái này mặt cam là mặt đỏ. Đỏ cam gì đó. Ok, cái này cho Hương Thái đi. Rồi ok Hương Thái. Rồi mã xanh cho em này. Cái cục hàng mà gửi bên giao hàng từ giao hàng bên bưu điện đó chị nhận chưa chị Hương Thái? Chắc chưa đâu không? Chưa. Bên bưu điện lâu rồi. Rồi size thì loại em chỉ nào 80 mặc vừa mã xanh. Size thì loại em chỉ nào 80 mặc vừa cho trên mã xanh này, mã xanh kèm mô số cho em này. Rồi cảm ơn chị Nguyễn Trúc Phan nhá. Em cảm ơn chị. Rồi chốt trên mã xanh. Mã xanh này. Rồi lên cho chị màu hồng. Rồi size L. Mã đỏ em hết rồi. Sao chị cười hồi bữa nay á, chị không có gì chốt hàng bên em nữa sao á. Rồi sai lời nha mọi người, L76 mắc vừa nha. Cho chị mã hồng L76 mắc vừa. Rồi sai lời L76 mắc vừa cho chị mã hồng này. Mã hồng và kèm luôn số cho em sai lời. L76 quay đầu mắc vừa này, cho chị mã hồng nha. Hồng và kèm số này. Mã hồng. Còn này mọi người, chị nào lấy cái tân hồng này giờ mới vô hả? Rồi mã hồng cho chị Vũ Ngọc có đơn chưa bé? Rồi ok mã hồng cho chị Vũ Ngọc này. Rồi con này size L nha mọi người, size L. Để em coi cái màu hồng con. Cái màu hồng là cái hình nào ta? Cái màu hồng nói biết rồi. Rồi L76 quay đầu mặt vừa size L nha mọi người, cho trên mặt cách tân này 119.000 nhá. Ủa, ý cho Trần đi đâu cho. Ờ, chị kiếm cái đơn mà không thấy này. Chị Nhung bỏ xuống cho đóng cái gì nữa mà. Cho đóng rồi. Giờ là chị Nhung xử lý rồi. Rồi con này cho trên mặt cách tân này, mặt cách tân 119.000 nhá. Mặt trên mặt trình 119k. Mặt cách tân 119k và kèm mua số cho em này. Chiều chị kiếm nó có ra đâu. Đó cái tân hà, cái XL đó chị Phạm Dung hả? À, tân. Cho đi cái hồi này bóng hè đúng không? Cho đi rồi hả? Ừ. Vậy là đi sáng nay hả? Ừ, kia chứ. Đâu? Hôm qua mới còn đơn mẹ. Hôm qua còn đơn mẹ. Lấy xuống cho đóng rồi đó. Cho chị chuyển khoản mẹ. Rồi size S là mọi người 40-48kg mặc vừa. 40-48kg mặc vừa cho chị mã cách tân vàng. Con này là lên váy cho em mọi người nha. 189.000 cho chị mã cách tân vàng. Cách tân vàng 189k. 189k cho chị mã cách tân vàng. Cách tân vàng 119k, lộ 189k mã cách tân vàng này. Rồi còn cách tân vàng chị Hương Thái này size to 4XL là cái nào? Rồi cái nào chị ơi, cái mã nào Thanh Lê Phước hả? Không kiếm kia còn mã to kìa. Kiếm cho chị ấy á. Con này size XL thôi. Đây size 4X này, size 4X đúng không? Ừ. Rồi đây size 4X này chị này. Chị thôi ra vô lại chị ạ. Em cũng thấy em buồn giùm chị luôn á. Rồi size 4XL eo chị nào 100 mặc vừa. Rồi size 4XL eo chị nào 100 mặc vừa. Cho chị em mặt đen và kiếm một số cho em size 4X. Size 4XL em chỉ là 100 đổ lại mặc vừa. Cho chị em mà đen và kèm mua số cho em và size 4XL. Em 100 đổ lại mặc vừa cho chị em mà đen và kèm mua số cho em này. Cho chị em mà đen. Rồi các chị ôm chốt nữa em xuống lại nha mọi người ơi. Chú hít.